Chúng mời lại. Rồi. Rồi tiếp theo mình là chế độ nhân hai. Dạ. Ngày bữa trước mà đọc nhân một thì nó đơn giản nhất. Đó là trường hợp đơn giản nhất ha, thì mình chỉ dùng một cái ngắt ngòi. Và ngắt ngòi ra mình khai báo là hoặc là cạnh lên hoặc cạnh xuống thôi. Được chưa? Một trong hai thôi được rồi. Và mình kết nối với một kênh encoder và kênh còn lại là ví dụ kênh A chẳng hạn, kênh còn lại là kênh B, thì mình sẽ dùng một cái châm vào số của vi điều khiển ha, đi soi trước cái báo nó bọn in đó, rồi mình đọc luôn mức logic bình thường thôi. Giờ mình chỉ dùng một ngắt ngòi ha, trong trường hợp châm hai cũng vậy ha. Đối với chế độ nhân hai mình cũng chỉ sử dụng một ngắt ngòi ha. Cái này là sử dụng ha, một ngắt ngòi ha. Yeah, đối ví dụ như là nhưng mà trước là STD0 nói với kênh này đúng không? Tuy nhiên trong trường hợp này á, để nhân hai thì mình nhắc lại về mình phải sử dụng cả cạnh lên và cạnh xuống luôn. Dạ. Yeah. Khác với trước là trước mình chỉ còn dùng một trong hai thôi. Còn này là về nha. Mình dùng cả hai luôn nha, cạnh lên và cạnh xuống luôn ha. Nếu ta vẽ cái kênh ví dụ như kênh A này ha. Bên B nè. Vậy trong trường hợp chuột lại là bên kia là nó đây là mức không thì đây là mức một. Dạ. Trong trường hợp này mình cần đọc cả cạnh lên cạnh trên khai báo ngắt cả cạnh lên cạnh xuống luôn ha. Chưa? Cả hai trường hợp này nó đều phát sinh sự kiện ngắt hết. Bởi vì mỗi trường phát sinh sự kiện ngắt thì nó nhảy vô chương trình phục vụ ngắt đúng không? Và trong trường hợp này trong chương trình phục vụ ngắt mình sẽ đọc mức logic kênh B ha. Trong trường hợp cạnh lên thì kênh B nó bằng không, biết được từng ba từng cái rau chắc và cạnh xuống thì nó là bằng một ha. Và ngược lại ví dụ chiều này là chiều clockwise đi, bên này là counter clockwise này, thì này nó có cạnh lên hả, cạnh xuống hả, thì cạnh lên xuống này là bằng mấy, bằng một ha, và cạnh xuống chỗ này là bằng không. Hai bên nó đảo nhau đúng không? Nếu mà quay một chiều chiều bữa này tôi ghét mày không chơi chắc từ lúc trước đi. Bạn nào mới vô tắt mic đi. Và hai nếu mà chiều bữa này thì cạnh lên nó bằng không, bữa này ngược lại cạnh lên nó bằng một, nó sẽ đảo trạng thái. Rồi bữa trước mình nói ra dùng cái kênh B để kết hợp để phát hiện chiều quay, thì trong trường hợp này mình sẽ phát hiện hai chiều quay khác nhau. Cái nữa là gì? Giờ trong một xung, trước mình chỉ một xung mình chỉ đọc một trong hai cạnh là cạnh lên cạnh xuống thôi, nhưng giờ trong trường hợp này trong một xung mình đọc kẻ gì? Kẻ hai cạnh luôn ha, vậy là cạnh lên nó phát sinh ra một ngắt, cạnh xuống nó cũng phát sinh ra một ngắt. Thì trong một kênh nó phát sinh hai lần ngắt. Mà hai lần ngắt thì mỗi lần mình sẽ gì? Tăng nếu mà bên phía chiều thuận thì nó sẽ tăng cái chiều bộ đếm. Nếu mà bên phía chiều nghịch thì mình giảm cái chiều bộ đếm ha. Thì trong một xung mình sẽ tăng giảm hai lần. Vậy mình có chế độ nhân hai. Mình như không? Trong trường hợp này trong một chung mình có hai lần ha, dùng cái chế độ nhân hai. Trong lúc này mình để biết chương trình như này thì mình cần kiểm soát, mình cần biết được là đang ngắt cạnh lên hay ngắt cạnh xuống nha. Cái thứ hai nữa là mình đọc mức logic kênh B và mình gì, mình chỉ có cái chương trình encoder ha, ngắt. Ví dụ chỗ này tôi biết là ESTI0L ha. Yeah. Rồi không kênh A nè, chương trình phục vụ ngắt thôi không hả? Thì mỗi lần lên á, trong trường hợp này mình cần biết là nó đang ngắt cạnh lên hay ngắt cạnh xuống. Nó có nhiều cách viết khác nhau nha. Ở đây cách viết đơn giản nhất là mình kiểm soát cái xung ngắt cái trở tại thời điểm hiện tại. Ở chỗ này mình dùng lệnh if. Là gì? Đang ngắt cạnh lên đúng không? Và B bằng bằng không ha,
cái này ngắt cạnh lên nè về cái mức logic trên b bằng không, hoặc là gì rồi thứ hai nè, ngắt cạnh xuống ví như là đang falling nè, vậy b bằng bằng một ha, dạ lấy cái này một điều kiện, hai cái o, hai cái o đúng không, về thêm hoặc là xuống nghĩa thì trong hai, một trong hai trường hợp thì đúng, thì nó là nhiệm vụ việc gì các công cộng á, dạ này là eo thế chỗ này mình dùng cái điều kiện nó hơi nó hơi phức tạp lên chiếu hả, đây có cái viết khác là mình dùng muốn viết cũng được, tôi viết cái kiểu cạnh thì cho nó dễ ha, thấy không, không là mình phải đọc muốn viết, mà lúc mình viết thì để chế độ nhân 4 mình viết ha, nhân 2 thì mình chỉ cần đọc kiểm soát cái cạnh thôi, tại vì mình chỉ dùng một ngắt hồi thôi, do đó việc kiểm soát cạnh lên cạnh xuống của một ngắt hồi thì nó cũng không có quá khó ha, không quá phức tạp, được chưa? Đây được chưa? Hiểu cái này đúng không? Này đơn giản mà, cái gì đâu. Rồi chỗ này mình phải gì nữa? Reset ha. Nhớ chỗ này phải reset cái di chuyển cao ha, cho đó mình cho lấy ví dụ là f cao lúc này nó gì? Lớn bằng 2 nhân r nha. Tại đang chế độ nhân 2 thì mình phải gán cao bằng 0 ha. Cho về chỗ này tương tự vậy cho gì? Cao nó bé bằng trừ 2 n ha. Cho. Hoặc mình trước nói rồi, trường hợp này mình trước nói rồi, do đó giờ mình tự biết lại cho nó đủ ha. Cho mình reset đến cao, mình biết giá trị cao mình chỉ đếm được trong gì? Trong một vòng thôi ha. Quét một vòng thì mình reset. Để tránh hiện tượng là tràn biến đếm ha. Được chưa? Đó. Ví dụ bình thường mình làm, nếu mà không còn gì phức tạp mình cỡ đếm nhân 2 là đủ. Không còn gì nhân cho 4 thì mình chỉ cần nhân 2 là được ha. Nó vừa cũng có tăng độ phân giải và cái tăng cái giá trị đếm ha. Thứ hai nữa là nó cũng đơn giản vừa phải. Cho mình chỉ còn tốn một ngắt ngoài cho cái trường hợp này thôi. Trường hợp thứ hai, đây trường hợp thứ ba, bữa trước là thứ một rồi. Trường hợp thứ ba đó là chế độ nhân 4. Chế độ nhân 4 là chế độ phức tạp nhất ha. Dĩ nhiên nhân 4 nghe ra 4 nhân rồi rồi. Đối với trường hợp nhân 4 thì so với hai trường hợp trên thì nó sẽ tốn thêm một cái ngắt nữa. Trong cái trường hợp nhân 1 và nhân 2 mình chỉ dùng một ngắt ngoài thôi nha. Nó chỉ khác là nhân 2 nó dùng hai cạnh thôi. Trong trường hợp nhân 4 thì đây mình phải dùng hai cái ngắt ngoài và mỗi cái ngắt thì đều có ngắt lên và ngắt xuống hết. Rồi à, thì chỗ này nó rất là phức tạp để sử dụng hai ngắt ngoài nha. Mỗi một rising and falling luôn ha. Nhưng cả hai trường hợp đều ngắt cạnh lên về cạnh xuống thì về nha. Được chưa? Đúng vậy họ. Đó ví dụ là mình có là cái EXTI0 kết nối với kênh E đúng không? Rồi mình có là EXTI1 mình kết nối với kênh V. Chú ý cái này đều là gì? Rising and falling ha. Vậy dưới này cũng vậy ha. Và cả hai ngắt ngoài đều ngắt cạnh lên và cạnh xuống hết. Để tôi bổ sung đây nè ha. Trên E nè ha. Dạ. Mình kéo trên B cho ngắn. Đây là nó quen nữa. Đây là có lắc quay hả? Theo tờ có lắc quay. Giờ mình dùng hai ngắt đúng không? Mỗi ngắt mình có cạnh lên, cạnh xuống cho đó. Tất cả cạnh lên đều cạnh xuống, đều phát sinh trừ cạnh ngắt hết. Cạnh này, cạnh B cũng vậy ha. Cạnh lên cũng ngắt và cạnh xuống cũng ngắt.
Bên này cũng vậy ha, cạnh lên cũng ngắt ha, cạnh xuống cũng ngắt, và cạnh lên cũng ngắt, cạnh xuống cũng ngắt. Xét cho một xung thôi, qua cái xung này thì gen nó lặp lại rồi, vậy đó mình không tập. Dạ. Thì cho một xung gồm có là cạnh lên A, cạnh xuống A, và cạnh lên B, và xuống B. Đã hết một xung. Dạ. Quay tới này là mình ra được cái nó lặp lại cái bước đầu rồi nha. Thấy chỗ này là lại đúng không? Bước này là lặp lại bước cái xung xung B này, này đúng không? Đó mình xét như đó. Thì mình thấy trong nếu mình sử dụng kẻ cạnh lên kẻ xuống cho A và B, mình thấy trong một xung này A là hai lần đúng không, lên xuống một lần là hai lần, B cũng lên xuống, vậy mình sẽ thấy là trong một xung nếu mình kết hợp kẻ A và B lại mình sẽ ra được bốn trường hợp, bốn sự kiện ngắt khác nhau. Tại vì người ta đã bố trí kênh B là phê kênh A, do đó bốn thời điểm của bốn sự kiện ngắt này nó sẽ khác nhau, do đó nếu mình đọc được kẻ bốn cái lần ngắt này thì mình chỉ có chế độ cho bốn đúng không, tại vì một lần ngắt mình sẽ tăng hoặc giảm cái chiều đếm tùy theo chiều quay. Đó, trong ví dụ đang đang quay trường hợp đúng không, thì trong bên phía này là tất cả đều tăng chịu đếm hết, vậy đó trong một chung mình chỉ có tăng bốn lần, một lần là hai lần là ba lần là bốn lần, và ngược lại bên chiều ngược thì cũng có bốn lần tương ứng giảm, thì tăng giảm cũng giống nhau đúng chưa. Đó, mình thấy là trong một chung mình chỉ tăng giảm bốn lần thì mình phải chế độ như đúng không, đó là cách người ta kết hợp cả hai chung hai kênh A và B lại để đây được chế độ như bốn mà mình đó. Vấn đề là viết chương trình chỗ này sao cho nó hợp lý, cho nó gọn. Nếu mà dùng kiểu điều kiện này mình thấy rất là phức tạp. Đây mới có một cái lên xuống của một kênh, bây giờ mình kết hợp cái hai kênh một lúc mình thấy cái điều kiện viết cái này nó rất là rườm rà phức tạp ha. Dĩ nhiên nếu ai muốn viết trực tiếp cái kiểu đó luôn cũng được ha. Mình tự nghĩ ra cái điều kiện nên viết đó, dựa trên đó mình viết cái điều kiện ra thôi. Được chưa? Là một cách. Như đây người ta trình bày cho mình một cái cách khác. Nó gọn hơn. Mặc dù cách đó thì viết thì nó gọn nhưng mà khi mình diễn giải ra thì nó hơi dài dòng tí ha. Tuy nhiên mình thử tìm hiểu xem nó như thế nào. Thầy ơi, Chào. cái chiều mũi tên ở bên cái B thầy đánh đánh có sao À như là đánh lát ngược. Ok. Thì đi xuống thì ra. Rồi đúng rồi, cảm ơn em. Khi viết bút đen này nó rõ đúng không, nhưng mà lâu không mà lâu mình dính 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 giờ mình tìm cái cách viết nào đó để nó cho nó kết hợp lại được ha. Thì ở đây thay vì gọi là giám sát cái cạnh chung ngắt, hồi nãy trường hợp như hai mình giám sát cạnh lên hay cạnh xuống đúng không, nhưng mà nếu mà cái giám sát vậy thì mình giám sát cùng lúc cả hai kênh luôn, đâm ra nó rối. Do đây trong trường hợp này thì người ta sẽ dùng cái mức logic, dùng mức logic ha, người ta không không giờ không quan tâm nó ngắt cạnh lên hay ngắt cạnh xuống nữa. Mình chỉ quan tâm là trong một chung này nè nó sẽ tạo ra bốn sự kiện ngắt đúng không, một chung nó tạo ra bốn sự kiện ngắt, và hay nói cái khác là trong một chung nó gọi sự kiện ngắt, gọi cái ngắt bốn lần. Ví dụ như kênh A nó chỉ gọi ngắt hồi xong hai lần, kênh B nó gọi ngắt hồi một hai lần, thì tổng cộng trong một chung nó sẽ gọi bốn lần ngắt ha. Dạ. Những vấn đề ở đây là gì, mình không đi cần quan tâm đến đang ngắt cạnh lên ngắt xuống nữa, mà mỗi lần có gọi sự kiện ngắt mình chỉ đọc mức logic của kênh A kênh B lại và mình tổng hợp với các trường hợp khác nhau đó. Lúc này người ta sẽ đọc mức logic nè, lúc logic thì mỗi kênh nó chỉ có hai trạng thái là không một đúng không, nếu mà kết hợp A B lại thì tổng cộng mình chỉ bốn trường hợp thôi đó. Đây mình thấy là giờ ngắt cạnh lên của A đúng không, thì nếu mà đọc mức logic nếu mà có ngắt vô ngắt đúng không, đọc mức logic kênh A thì cái này là một đúng không, và nếu đọc thì B là không, rồi nếu mà có ngắt cạnh lên B này thì vô đọc thì B là một ha, và đọc kênh A thì A nó bằng một được chưa, rồi có xuống cạnh xuống của A thì hôm này đọc thì A nó bằng A nó bằng không, còn này B nó bằng một ha, ra về có cạnh xuống của B thì đọc này bằng không, về này là bằng không. Vậy trong một 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 xung này khi mình kết hợp A B lại thì mình có bốn trạng thái đúng không, một không một một không một không không, đó điều kiện gì giờ đó mình cũng dễ hiểu được ha, nhưng vấn đề là cái thứ tự như thế nào cho nó phù hợp nó đúng rồi đúng không, và bên này ngược lại chiều chiều ngược cũng vậy ha, chiều ngược thì cho trong một xung ví dụ cạnh lên A thì vô đọc này một ha, cái này B là một này, này cạnh xuống của B là ha thì đọc này một không, cái này bỏ một một ha, cạnh xuống của A cái này một không thì cái này bỏ một không,
Rồi cạnh lên của B á, cái này là một quả, bên này bằng không. Dĩ nhiên cũng bốn này thấy đó thôi. Dĩ nhiên hai mức logic kết hợp lại thì không 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 một không một một thôi đúng không? Nhưng cái này cái thứ tự quan trọng nên biết được theo chiều quay, chiều phụng hay chiều ngạch. Do đó khi mà có một trường ngắt thì mình cũng được có một trường ngắt đúng không? Đọc hai kênh AB lại thì nó rơi vào một trong bốn trường hợp đó. Giờ mình cần biết nhận dạng nó đang đang chiều nào để mình tăng giảm với chiều của nó. Được chưa? Ví dụ, tôi lấy ví dụ như giờ hiện tại nó đang là không một đây. Mỗi lần vô ngắt cái đọc ngắt cái đọc A trên B đây số không một. Em không B một ha. À. Bên đây có không một, chắc có ha, có không một đây. Không một như nằm chỗ khác thôi nha, vị trí khác hơn này không một này ha, không một này. Vậy làm sao biết nó quay chiều nào, làm sao biết nó đang quay chiều nào, được không? Thì người ta mới làm gì, dùng một cái phương pháp này cũng rất là phổ biến trong kỹ thuật, đó là nhớ lại cái vị trí trước, lưu lại cái vị trí trước để nhớ để so sánh. Với so sánh nó biết được nó đang chỗ này ha. Giờ hiện tại là không một á thì à, quay về trước, phía trước nó không một là gì thì trước không một đấy. Thì tại vì tất cả cái này nó phía trước là mình chưa biết, được không? Nếu hiện tại là không một thì phía trước nó là một một, được chưa? Một một thì không một thì có một một quen này, được chưa? Bên này không một phía trước là nhiêu, à không không nó cũng có không không chứ quen đó. Vậy à, người ta mới thấy là à gì vậy, người ta hiện tại giống nhau nhưng mình ra phía trước nó có thể khác nhau, khác nhau à, chắc khác nhau nếu mà hai chiều quay nó nhau. Vì hiện tại là không một phía trước nó gì, một một thì quay bên này, còn không không thì quay bên này, chiều này hả? Giờ quay xét tiếp nghiệm khác, ví dụ như hiện tại là một một đây, được chưa? Thì trước đó là nhiêu, một không chuyển qua một một thì mình có là một không chuyển qua đúng không, một không chuyển qua một một bên này một một trước đây em ghi nhiều biết chỗ này là không này, chỗ này là một ha, vậy là không một chuyển qua à, vậy hai này cũng khác nhau nhớ rồi tất cả đó thì chắc chắn rồi, nó hai chiều quay khác nhau thì trạng thái hiện tại là giống, có thể giống nhau nhưng mà trước nó sẽ khác. Dạ. Tại vì lúc này mình không có quan tâm nó đang là ngắt cạnh nào hết ha, do đó nó sẽ tồn tại là một một, nếu mà quan tâm cạnh thì nó khác nữa, quan tâm cạnh là đang cần một một của cạnh lên B hả, của này là một một thì trong trường hợp này là của gì, thì lên A được chưa. Do đó nếu mình kết hợp thêm một cái cạnh nữa thì lúc đó nó như cái cách viết khác, bọn này người ta không quan tâm cái đang cạnh nào nha, nhắc lại là không quan tâm cạnh nào hết mà chỉ quan tâm đến cái trạng thái logic của cái A bên B thôi. Do đó một cái lần ngắt bất kỳ thì cái một một có thể làm trường hợp của trường hợp để phát hiện người ta sẽ so sánh cái trạng thái phía trước. Hiện tại là một một trước không một không chuyển qua thì đang quay chuẩn, mà hiện tại một một trước đó không một chuyển qua thì quay chuẩn. Người ta tổ hợp là người ta tổ hợp và tổng hợp là tất cả bốn trường hợp, người ta biết được cái gì nó hiện tại là thay trước để từ đó phát hiện ra chiều quay, mà chiều thuận thì tăng cái chiều đến thôi, chiều nghịch thì giảm cái chiều đến. Rồi mình thấy trong một chung nó có bốn trạng thái này. Thì nó tăng giảm bốn lần thì mình có chế độ nó bốn ở các biết như vậy ha. Cái phương pháp mà so sánh với giá trị trước á được rất là dùng, ví dụ như mình học quy điều khiển hay học BC á, mình có học chưa, mình có biết viết cái chương trình cho nút nhấn không, học quy điều khiển học chưa, cái xử lý nút nhấn mình có biết viết không, làm sao viết nút nhấn cho nó đúng, chứ không phải nút nhấn là bằng không, cái nút nhấn là bằng một, cái là có trạng thái nhấn đâu phải đâu, mà nút nhấn nó có hiện tượng gì ta biết Gọi không phím này, hả, gọi phím này. ở chống dội á, dội phím đó đúng rồi à, nó cho hiện tượng dội phím á, thấy không? Và để tránh hiện tượng dội phím thì mình so sánh cái trạng thái hiện tại với trạng thái phía trước, được chưa? À. Ở trong BC cũng vậy, học BC chưa, có chưa? BC mình đọc trạng thái đúng nhấn, mình không bao giờ mình đọc mức logic nha, mà mình đọc cạnh, cạnh lên hoặc cạnh xuống. Và để biết nó đang cạnh lên hay cạnh xuống, người ta sẽ trong trong chương trình BC á, nó sẽ so sánh với một cái gì? Dựa trên cái điểm thì không trong không là cũng đúng nhóm đi ha, cái này nó dùng một cái điểm phụ á, ví dụ mà không trong không nè à. Đổi biểu gì chưa, dù cho này xét cái chân nào đó đi hả, không trong không nè, thì cái tiếp điểm này nó dùng làm những cái B là để bắt cạnh lên của cái nút nhóm ha. Dạ. Và cái tiếp điểm mà không chấm không này làm gì, để nó lưu trạng thái phía trước, để sau một chu kỳ quét mà trạng thái phía trước và trạng thái hiện tại nó đảo nhau thì lúc này nó sẽ có bật lên. Trong Siemens nó có cái lệnh này, nếu mà học Siemens mình sẽ biết ha, đúng không, học chưa, học tới chưa, học môn tự động hóa rồi mà
đó trong từ Lượng hóa mình trong BC mình viết nhóm á, mình phải viết viết cạnh như lần ngơ viết mức logit thì nó chạy chứ không ổn định lúc được lúc không nha, mình lưu ý ha. Vậy kỹ thuật mà so sánh trạng thái trước á, thì nó dùng rất là nhiều trong 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 kỹ thuật ha, cái phương pháp á. Dạ ví dụ chống dội của vi điều khiển chẳng hạn, chống dội nút nhấn trong vi điều khiển nó cũng dùng cái tương tự vậy, thì đây nó cũng dùng như vậy hả. Rồi từ cái giảng đồ đó người ta mới mô tả lại dưới dạng bảng trạng thái hả. Bảng trạng thái này giống như bị kẹt nô mình học trong môn phi số. Dạ. Vậy mình có thứ nhất là trạng thái hiện tại đúng không? Rồi chúng ta. Dạ. Vậy mình có hai chiều quay là clockwise với lại counterclockwise hả? Trạng thái hiện tại thì mình chỉ có một trong bốn trạng thái. Được chưa? Đưa theo đúng thứ tự em như là một một không đúng không? Một không rồi một một. Không một không không đúng không? Đây là trạng thái hiện tại nè. Rồi khi mà có ngắt nhảy vô đọc cái NLP thì nó rơi vào một trong bốn trạng thái. Giờ biến nó quay chiều thuận nó quay chiều nghịch á thì mình mới so sánh trạng thái phía trước. Đó thì trạng thái hiện tại là đang là một không ở một không một 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 ha, không một cũng không một rồi không không. Hiểu này người ta mới so sánh trạng thái phía trước qua. Vậy từ hiện tại là một không nhưng mà trước đó là cái gì? Vậy không? Vậy hiện tại là một không thì trước đó là gì? Này không không chuyển qua một không này ha, vậy nếu mà không không chuyển qua một không thì mình xếp nó vô chế độ quay thuận, hiểu không? Còn nếu hiện tại là một một mà trước đó là một không chuyển qua thì nó là quay thuận luôn ha, thì một không chuyển qua một một quay thuận ha, hiện tại là không một trước đó là một một chuyển qua ha quay thuận, vậy hiện tại là không không thì trước đó là không một chuyển qua, hiểu không? Quay thuận. Đây là reverse này ha. Để thấy trước, được chưa? Ủa đây hiện tại nha, hiện tại. Tương tự giống như em vậy. Đây cũng là một không. Đây cũng là một một. Đây cũng là không một. Đây cũng là không không đúng không? Thì nhìn nhận thấy trước nó sẽ khác. Nhìn thấy hiện tại giống nhau, nhìn thấy trước nó khác ha. Trước ví dụ hiện tại là một không này. Hiện tại là một không thì trước đó là một một đúng không? Được chưa? Một một. Chắc chắn cái này khác nhau, được chưa? Do đó mình chỉ dựa đây mình chưa biết nó đang quay trên quay nhật. Hiện tại là một một thì trước đó là nhiêu? Không một chuyển qua ha. Hiện tại không một trước đó là không không chuyển qua. Hiện tại không không thì trước đó là một không chuyển qua ha. Tương tự vậy đây cũng là riêng đó. Được chưa? Vậy là mình mỗi lần có ngắt mình vô mình đọc cái mức logic kênh A kênh B đúng không, rồi có trạng thái hiện tại rồi so sánh trạng thái phía trước, nếu mà theo khớp theo bên này á thì quay thuận thì rõ ràng chỗ này là gì, để cao cộng cộng ha, bên này là cao trừ trừ thì quay ngược ha, giải đi chữ đây chưa. Chỉ cho một một chung mình chỉ có bốn trạng thái khác nhau, vậy mình sẽ tăng giảm bốn lần thì mình sẽ được như bốn. Trong đó nó là cái bảng chỉ trạng thái ha, cái sơ đồ chỉ trạng thái mình có thể làm thêm cũng được, rõ hay không cũng khỏi được. Mình lưu ý là khi mình kết hợp từ kết hợp lại của A B D bốn này thì để là khi mình kết hợp lại thành đây là mức logic không như một luôn, kết hợp lại thành số thì cái này ví dụ như một một không thì ra số mấy, số hai đúng không, thì số ba này số một này ha, không ha. Đó mình có bốn trạng thái này nè, đây là một không một một không một ha, này không không ha, đó để tướng cái này là bằng không nè ha, này bằng hai nè, này bằng ba nè, này bằng một. Nếu hiện tại một không đúng không, hiện tại một không mà không không chuyển qua để chiều này chuyển qua nè ha, chiều này chiều dương nè ha, dương hết là tăng cái chiều đếm á, được chưa?
Hiện tại là 1-1 mà 1-0 chữ que nè, 1-1 là 1-0 chữ que là 0-1 là 1-1 chữ que nè, đúng không? Là chiều này chiều dương. Còn ngược lại là chiều âm ha, thì giảm cái chiều đấy. Còn chiều âm là chiều ngược chiều kim đồng hồ, được chưa? Nếu hiện tại là 0-0, hiện tại là 0-0 rồi. Còn 1-0 chữ que nè, 1-0 chữ que. Thì chỗ chiều này chiều trừ ha. Đó. Được không? Thì đó cái bảng cái sơ đồ chỉ trạng thái trong cái la bài giảng mà như tương tự vậy. Rồi đó cái chương trình thôi. Cái chương trình. Chương trình ví dụ mình có hai nháp nha. Ở đây tôi biết một cái thôi ha. Tôi không biết mà trong đó nó trong trong ba la bài giảng mình đã có sẵn rồi. À, tôi giải thích một tí thôi ha. Thì cái đoạn chương trình tôi giải thích cái đoạn chương trình trong la bài giảng ha. Thì tôi đã viết cho con An, tôi copy một cái đoạn chương trình tôi viết cho con An, tôi bỏ vô cho nó nhanh đó. Như đó là cái đoạn chương trình tôi viết cho một con An. Thì trong đó nó có hai chân là GBIO. À, bề máy quên mất. Chữ 4 chữ 6 rồi nha. Đúng rồi. Bề 4 ha. Về GBIO B6 này hai hai trăm của điều khiển thôi. Vậy cái này chính là ngắt ngoài 4 tương đương với lại kết nối với kênh A này, ha, trên A trên B hả, được không? Và cái này chính là tạo ra cái EXTI4, được không? Và con này là EXTI59. Nếu mà con A thì nó ký hiệu vậy ha. Để tưởng với các hồi không và các hồi một của mình hồi nãy mình nói kia ha. Tại trong đó tôi dùng ST4 nên cái chân 4 này tại vì ngắt hồi 4 ha, còn chân 6 là ngắt hồi nó trong của em nó là 5 đến 9. Có nghĩa là từ cơ từ chân BB5 cho đến BB9 á, nó chỉ có một line ngắt thôi, có một đường ngắt ngoài. Nó gọi chung là cái ST59 ha. Có cái tên thôi. Cho nên nếu mình không biết cho mình không dùng em thì mình cũng không quan tâm lắm. Nhưng quay đây là cái tên cho cái ngắt ngoài tương ứng thôi ha. Sau này đi học thực hành được xong, được chưa? Vậy trong chương trình đó, trong la bài giảng đó là tôi biết cho cái kênh một kênh ha, kênh A kênh B hoàn toàn viết tương tự ha. Ví dụ mình có là ESTI trong đó là 4 đúng không? Là handler. Đó. Đầu tiên là khai báo một cái biến unsigned. À, cái tờ là biến 8 bit nha, được chưa? Không có dấu 8 bit. Và đặt lên là tay không ha. Biến này làm gì? Biến này dùng để đọc mức logic cái kênh A kênh B. Nên mình đang đọc mức logic mà. Mình đọc mức logic kênh A kênh B và lưu vô cái biến này. Và mình biết là A B là hai cái pin khác nhau vậy đó, mỗi lần mình đọc một pin rồi mình lưu vô từng bit một cho các bạn. Được không? Giờ nó là cái số 8 bit vậy đó, ví dụ tôi giải thích cái đoạn chương trình thôi cho biết lại ha. Đoạn chương trình cụ thể mình có trong cái đó. Thì biến này biến tay không nè ha. 8 bit ha, từ bit 0 đến bit 7. Được chưa? Cái lệnh đầu tiên mình thấy trong đó nó dịch trái tay không một bit, nó là cái lệnh này ha, chưa? Cái lệnh này là dịch trái một bit này, chưa? Mình dịch trái tay không một bit, rồi mình mới o với lại gì? À, cái GBIO BB4, BB4 tương ứng với kênh kênh này. À, dịch trái một bit có nghĩa là mình đẩy tất cả về bên trái một bit đúng không? Vậy mình chừa trống cái bit 0 cho này, bit không lại ha, rồi mình mới o vô cái kênh kênh này, kênh này đúng không? Đó, lúc này kênh an mức logic kênh an nó chưa ổn định cuối cùng, dạ nhớ lệnh đầu tiên là nó vậy ha. Lệnh thứ hai tiếp tục dịch trái thêm lần nữa ha, thì không một là để số 7 ha, tiếp tục dịch trái thêm lần nữa thì a từ viết không nó nhảy lên thứ một. Rồi mình mới o lại kênh cho gì? BB6 đúng không? Tụi nó ghi BB6, BB6 tính là cái kênh chính B đó. Kênh B làm nè. Dạ. Chỉ sau hai lệnh đó thì mình có mức logic kênh A, mức logic kênh B nó nằm ở hai bit cuối cùng của biến tay không. Giờ mình mới so sánh cho một trong bốn trường hợp này, nhưng mà để trước khi so sánh thì mình đảm bảo là cái biến trước là không hết. Tại này cái biến mà do đó mình có thể là cái này nó khác không. Để đảm bảo người ta mới and cho gì? 0103 đúng không? Là 0 nhân 03 đó. Nó chính là không, cái này mà không hết nè, cái trước mà không hết ha, và hai biết cuối cùng là 1-1, không nhân không ba,
thì khi n vô thì cái này là như đáp trong không hết này, được chưa? Không n bao nhiêu cũng bằng không hết. Còn một n với a là bằng a và một n với b là bằng b. Giá sau cái lệnh này mình sẽ có lại vậy. Phía trước này là bằng không hết ha. Cái này là bằng a, cái này bằng b. Đó. Giá sau ba cái lệnh đầu tiên của cái biến tay không đó, xử lý biến tay không đó, mình thấy là cái biến tay không cuối cùng á là nó chỉ lưu lại được hai trạng thái của a, hai mức logic của kênh a và b ở hai đích cuối cùng thôi, còn phần còn lại bằng không hết. Mình thấy nó dài dòng với cái đoạn chương trình nó thực thi rất là nhanh. Cái lệnh dịch trái là lệnh xử lý bit, nên nó mỗi lần dịch gì nó chỉ tốn một chu kỳ mấy thôi. Cái lệnh o cũng các lệnh o and rồi gì đó là đều lệnh 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 xin bit hết ha. Do đó là cái đoạn chương trình, cái ba cái đoạn mình viết thì nó dài vậy nên nó thực thi rất là nhanh. Đuổi nhà mình phải để ý đó, chứ không phải là thấy viết như chương trình dài là nó dài nó lâu đâu. Dạ. Yeah. Tất cả lệnh này lệnh xử lý về bit hết, do đó nó thực thi rất là nhanh ha. Và thường lệnh xử lý về bit thì cái thời gian thực thi lệnh nó bằng thời gian của một trung block. Dạ thầy ơi. Sao? À, thầy có thể nói lại hai dòng BB4 với BB6 giúp em được mà. Đúng nào? Đấy hả? Dạ. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. À, cái này là cái đoạn chương trình trong đó là tôi viết cho một cái con am thôi. Hình dung không? Tôi copy, tôi cắt một cái đoạn tôi viết cho con am, tôi bỏ vô trong la và giảng thôi. Và trong con đó, con am đó thì tôi dùng hai cái ngắt ngòi. Một cái ngắt ngòi gắn với chân BB4, một cái ngắt ngòi gắn với chân BB6. Dạ. Cái DBO nè, cái DBO trong con am á, nó có cái ký hiệu cái các bọt của nó, cái pin của cái điều khiển nó ký hiệu là DBO là gì? General Purpose IO, chứ là IO nó có đa mục đích. Một cái chân này mình có thể sử dụng nó tùy ý ha, tùy mình khai báo, nó có thể là ngắt ngòi, nó có thể timer, có thể BKM. Hoặc là một số chủ truyền thông khác nữa, cái chân này không ạ? À? Hiểu không? Đó mình khai báo nó là cái gì á? Vô phần cứng mình khi viết chương trình mình khai báo nó là gì thì nó là cái đó. Như ở đây tôi dùng BB4 và BB6, và cái BB4 tôi khai báo nó là ngắt ngòi, BB6 tôi cũng khai báo nó sử dụng là cái kiểu ngắt ngòi hả. Và trong hai trường hợp này thì tương ứng với ngắt ngòi BB4 là cái ngắt ngòi số 4, và ngắt ngòi tương ứng với kênh BB6 là ngắt ngòi 5 đến 9 hả. Đó là cái hiểu trong con am nó gì thôi, hiểu không? Này, cái này tương ứng với lại cái kênh A mình nói với ngắt ngòi, nãy mình nói cái ngắt ngòi không đúng không, một kênh B mình nói với ngắt ngòi 1, thay vì chỗ nào không một mình dùng ngắt ngòi 4 với ngắt ngòi 5 9 thôi, do đó là ký hiệu. Và đây là hai cái ngắt ngòi của em nha, do và đây là đoạn chương trình này viết cho ST4 handler, chứ là ngắt ngòi số 4, ngắt ngòi tướng với trong BB4 là kênh A nè. Mình sẽ viết thêm một cái chương trình khác là ST59 nữa, và để kết hợp với ngắt, đó chính là ngắt ngòi của kênh B. Và wow, hiểu ra chưa? Cái gì đã rồi thì cái gì thắc mắc chưa đó không? Rồi ha, cái đó là chẳng qua là cái của con am thôi. À, còn mình nếu viết con video khiển khác thì mình dùng kênh khác thì mình thay đổi cái chân ngắt ngòi thôi, phải không? ST0 với 1 với 2 3 gì đó tùy mình. Đó thì tùy trong thực tế mình dùng thì mình chọn lại nó phù hợp hết. Rồi vậy sau ba cái lệnh đầu tiên trong live bài giảng, trong cái code này mình thấy ha, thì mình thấy cái biến tay không mình nó chỉ còn lại là hai cái bit cuối cùng thôi, và nó lưu lại mức logic của kênh A và kênh B. Do đó nếu mà mình tổ hợp nó lại á, thì nó rơi vào 4 trường hợp đúng không? Tại là hai bit hai A B thì nó là 1011100 gì đó, và về giá trị số thập phân của đó là chính là 0123 đúng không? 4 trường hợp 0123 đó. Đó, đây mình thấy cái lệnh tiếp theo nó là switch tay không. Dạ, mình thấy cái lệnh tiếp theo nó đề là switch tay không. Dạ. Dạ, tay không nó rơi vào một trong bốn trường hợp này, do đó nó ghi là cái là tay zero ha. Lại gì đó trong switch thoát ra ha. Rồi tay 1 đúng không? Lại gì đó ha, xong rồi thoát ra. Đúng không? K2 và K3 nữa là đủ, là 4 trường hợp đúng không? Giờ tôi hỏi tại sao chỗ này người ta nó dùng switch, thấy nó là lạ đúng không? Tự nhiên switch mình chắc mình dùng ít gặp đúng không? Thường chỗ này mình theo cái thói quen của mình ở chỗ này mình làm gì? If, yeah, theo thói quen á, theo quan sát thói quen của mình chỗ này mình sẽ làm if. If tay không bằng 1 thì làm gì đó ha, L if tay không bằng 2 làm gì đó, L if tay không bằng 3 làm gì đó, đúng không? Theo thói quen mình sẽ làm vậy đúng không?
Vậy tại sao ở đây người ta không dùng dùng if 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 l l l l mà ta dùng submit vậy? Có gì khác biệt không? Hay giống nhau? If nó lâu thầy. Hả? If nó lâu hơn đúng không? Nó lâu. À đúng rồi. Dùng if l nó sẽ lâu hơn. Tại sao lâu hơn? Tại vì nó xét tất cả trường hợp. Nó không bỏ qua trường hợp nào ha. If giờ giờ dễ sửa tay không bằng 3 đây ha. Vậy if bằng 1 không phải, if bằng 2 không phải, if bằng 3. Đó ví dụ vậy ha, nó sẽ xét hết cái trường hợp. Giá thời gian thực thi chỗ đó nó lâu. Còn cái này viết tay không bằng 2, nhảy xuống 2 làm xong thoát luôn chứ không 1 3 nó không quan tâm nó bỏ luôn. Hiểu không? Đó là cái chương trình mình thực thi rất là nhanh. Và bữa trước cái chỗ này tôi nói rồi ha, trong cái đoạn chương trình phục vụ ngắt ngoài, mình không phải là tối ưu viết sao cho nó đẹp, viết sao cho nó hay, mà là tối ưu mặt thời gian, viết sao cho nó nhanh nhất. Cái thời gian thực thi ngắn ngắn nhất là tốt nhất ha. Là quan trọng nhất nha. Chứ không phải viết sao cho nó hay, chương trình mình nhìn nó hoành tráng, nó đẹp vô là không được. Không phải ha. Đuổi ha. Do đó là chỗ này mình phải thực tối ưu về thời gian thực thi. Nên là càng nhanh càng tốt. Và cái cú pháp này là thỏa mãn điều kiện đó ha. Chưa? Nhớ chương trình phục vụ ngắt ha. Mình biết mình đuổi ha. Còn giờ trường hợp cây không là gì mình thấy rồi ha. Nếu cây không thì là trường hợp cái tay không nó bằng không. Tay không nó bằng không là đây đúng không? Thì trước đó nó bằng mấy? Trước đó bằng 1. Trước đó bằng 1 không 1 là bằng 1 đúng không? Thì nó là tan với biểu đếm mà trước đó là bằng không phải bằng 1. Thì mình thử lần xét luôn, nghe không? Thì nó sẽ giảm với biểu đếm. Cho dễ chịu chỗ đây, cái là cây không này đúng không? Thì chỗ này if previous nè. Bằng mấy? Bộ đó thì chỗ này là cao tổng cộng nè, còn eo cái là gì, cao từ từ rồi xong chỗ eo không còn điều kiện luôn được chưa? Tại động cơ mình quay hai chiều mà không có chiều này thì chắc chắn chiều bên kia không biết đường nào nữa, đó là eo tổng cộng chép một cái thôi. Tương tự vậy ha, thay một cũng vậy ha, chỗ này là ít đều ra được mấy. Một rồi, chịu thằng 3 đúng không? Một này, trước thằng 3 à. Chớ tương tự viết cho bằng cái gì? Bằng 2 và bằng 3 nữa. Tại mình có đủ 4 trường hợp ha. Trai có thắc mắc gì không? Dạ thầy ơi, thầy có thể nói lại ba cái dòng đầu đúng không thầy? Cái code thầy em chưa gõ cho đó. Ba dòng đầu nè, a ba dòng đầu trong cái code đó hả? Đây đúng không? Cái này. Em nói gì là tay xong dòng đầu tiên nè. Tay xong bằng tay xong. Họ với gì đó ha. Nó cái hàng cái đó là đọc cái mức logic á, như chỗ này là B4. Tôi bị tắt rồi ha. Đó là đọc cái chân của B4 là cơn A. Ở đây nghĩa là gì? Là cái biến tay không này nè. Dạ. Cái lệnh này nè, cái lệnh này là dịch trái. Cái lệnh này là lệnh xử lý bit nha. À, nãy nói rồi xử lý bit, tại sao biết xử lý bit, tại xử lý bit là cái lệnh thực thi nhanh nhất, à, xử lý bit nhanh là cái lệnh thực thi nhanh nhất nha. Cái này xử lý này, cái này là dịch trái một bit nè, dịch trái một bit nè. Dạ dạ. Thì bit thứ không này, bit thứ 7 này, thì mình coi dịch trái này nó trừ trống bit không đây, xong rồi o với B4, mà B4 là tưởng cái gì, cái này vô này. Thì cái này nằm đây. Cái này cái lệnh phía sau này là đọc cái mức logic của cái 114 về đó. Hiểu không? Về đưa vô cái o với cái này gì không, o với a thì bằng a thôi. À dạ. Rồi tiếp theo dịch trái lặp lại lần nữa, nhưng mà trong trường hợp phía sau á thì tiếp tục dịch trái, do đó a chạy lên bit thứ 1. Được chưa? Còn trống biết không? Biết không này mới đọc trên B6 đúng không? Nó đọc B6. B6 tương ứng với trên B này. Dạ B như vậy. Rồi mình chỉ còn lấy hai trạng thái của hai bit cuối cùng thôi, bỏ mấy bit trước ha, để đảm bảo bit trước bằng không hết thì mình end cái đám này với gì,
không nhân không ba, chứ là and với lại đây nè. Yeah. Không nhân không ba nghĩa là cái phần này bằng không hết nè. Cái hai bit này là 1 2 1 1. A mà and với 1 thì bằng A, B and với 1 thì bằng B, còn không and với bao nhiêu cũng bằng không hết. Vậy là kết quả của nó là đảm bảo là bit phía trước này bằng không hết. Còn lại hai cái bit cuối cùng là giá trị của kênh A và kênh B bằng bao nhiêu thì do A B quyết định. Được chưa? Nhắc lại là tất cả các lệnh đó là lệnh xử lý về bit hết, vậy đó nó thực thi rất là nhanh. Tại vì một thời gian thực thi cho một lệnh xử lý bit nó thường bằng tần số sinh block của vi điều khiển luôn. Được chưa? Ủa thầy ơi, cái mà O á thầy à. Cái cú pháp đó là dùng được với tất cả các vi điều khiển luôn đúng không? Đúng. Viết một chi đó, đó là chuẩn chi á, chi vi điều khiển, nếu viết chi vi điều khiển là được hết. Dạ dạ. Còn cái lệnh mà ho GBO read pin đó là cái hàm đó đọc cái mức logic của cái pin 4 nha. Thì cái này mình tùy vi điều khiển mình có cái cách thay đổi khác nhau thôi, hiểu không? Cái lời cái hàm đó thì dùng cho con am thì nó dùng cái đó, thì còn cái dòng khác thì mình thay đổi bằng cái khác thôi. Dạ. Dạ thầy ơi. Dạ. Dạ. Cái chỗ case 0 với case 1 là gì? Đây hả? Dạ đúng. Cái này là cấu trúc switch thôi mà. Switch là cái lựa chọn đúng không? Đọc cái biến tay 0 vô. Thì tay không nó có bốn giá trị thôi, không 1 2 3. Cái tay không này chỉ 4 giá trị, tại vì tay không lúc này sau cái b lần đầu tiên thì nó còn 2 bit a và b cuối cùng thôi, mà a b là cái số thì nó 0 1, thì tổ hợp lại thì nó 4 trường hợp là 0 1 2 3 thôi. Nhớ k không có nghĩa là gì, là cái tay không này bằng không nè, k 1 là tay không nó bằng 1, giá trị nó bằng 1. Cái này là cái gọi là cái gì ta, cấu trúc hay cái gì đó của cái switch k đó. Trong lập trình C nó có cái này mình rất là ít dùng. Do nhiều khi mình không thấy cái cấu trúc switch k của lập trình C á. Switch là cái biến, cho switch chọn cái biến nào, biến nó bằng bao nhiêu thì cái lệnh cấu trúc nó là k ha. K bằng 0 chứ là cái giá trị này bằng 0 nè. K bằng 1 có nghĩa là cái giá trị này bằng 1. K bằng 2 thì giá trị bằng 2, k bằng 3 thì giá trị bằng 3. Hiểu không? Và kết thúc cái lệnh k 0 thì nó có lệnh switch để nó thoát luôn khỏi cái gì? Khỏi cái quyết này luôn, nó không có xét các trường hợp còn lại. Cái quan trọng là chỗ đó ha, để mình tối ưu về cái thời gian chỗ này. Nếu mình thấy cái độ chương trình nó viết nó dài dòng vậy, chứ mình nó thực thi rất là nhanh. Dạ thầy ơi, còn cái phần if previous bằng 3 là mình còn tiếp hai trường hợp if previous bằng 0 và if previous bằng 2 nữa đúng không thầy? Đúng rồi, mình viết thêm hai cái nữa chứ, đó là hết bản, mình viết hai cái. Nếu mình có cái trường hợp K0, K1, K2, K3 nữa chứ, còn hai cái nữa mà. Đúng không? Ví dụ K2 thì reverse là mấy? Còn không nè. Được chưa? Rồi K3 thì reverse nó bằng 2. Cho mình viết thêm hai cái nữa nha. Ở trong code trong live bài giảng mình là có đủ 4 trường hợp luôn nha. Được chưa? Đây tôi viết hai cái đừng chừng thôi, mấy cái lại giống vậy mà. Được chưa? Ủa thầy ơi, còn cái mà để break sau mỗi cái dòng cây á thầy, để nó chỉ thực hiện một lần thôi á thầy. Rồi nó đúng rồi, nó thoát ra luôn. Dạ. Nó không có thực hiện mấy cây 1, cây 2, cây 3 nữa, hiểu không? Chứ nó không có hỏi nữa, nó không có kiểm tra cái điều kiện đó nữa. Nó để tối ưu về thời gian mà. Về đây là cấu trúc của cái cây nó vậy á, thấy không? Switch cây nó vậy, nó có cái switch để nó cắt ngang luôn. Nó thoát ra luôn á, nó không cần phải kiểm tra điều kiện, các điều kiện còn lại. Còn hỏi gì ở đây nữa không? Có cái nào mà thắc mắc nữa không? Còn cái nữa mà có ai thấy không? Không ai thấy hả? Không thấy tôi hỏi gì reverse đâu ra? Thầy hỏi gì thầy? Cái reverse thầy, đâu ra? Thầy cái giá trị reverse là sao rồi? Đúng rồi đó. Reverse đâu ra? Ở đây đâu ra nè? Cái reverse này đâu ra đúng không? Là trạng thái trước đúng không thầy? Trạng thái trước ở dưới đâu ra? Đúng chưa? Nãy chương trình giờ nãy người giải thích trên dưới không có thì giờ những cái trước này đâu ra. Nè, mình đọc xong cái mình đọc xong cái mình gán cho nó bằng với trạng thái trước bằng trạng thái hiện tại luôn. Đúng rồi đó, phải có cái lệnh đó nữa. Hình như qua. Chứ mình phải gán reverse bằng cái state không. Được chưa? Mình phải có một lệnh gán ra nữa. Thì lúc đó mình phải chấp nhận là gì? Cái lần ngắt đầu tiên không phải là ngắt đầu tiên. Đúng rồi, là ngắt đầu tiên, ví dụ cái cạnh đầu tiên, ví dụ nãy theo sơ đồ nãy là
cạnh lên của kênh A đúng không? Cái lần đầu tiên đó thì cái reverse mình không biết bao nhiêu đúng không? Làm sao biết được cái động cơ mới quay, làm sao biết cái reverse phía trước là bao nhiêu? Hình như không? Nó có thể nằm ở trạng thái bất kỳ mà. Do đó là mình sẽ chấp nhận là cái lần ngắt đầu tiên nó sẽ bị sai. Được chưa? Do đó mình không có nào mà đọc chính xác tuyệt đối được đâu. Cái xung đọc về nó sẽ bị sai lệch ha. Do đó không có chính xác tuyệt đối được. Do đó mình sẽ chấp nhận một điều là cái lần ngắt đầu tiên nó bị sai nha. Ví dụ đầu tiên mình gắn đại reverse vào thông đi ha, thì rõ ràng là may thì xác suất là 25% nó đúng đúng không? Còn lỡ mà 1-2 que hả chặt lắm. Được chưa? Nhưng tới lần thứ hai thì phải chắc chắn nó đúng. Bằng cách là gì? Hết cái lần ngắt đầu tiên đó mình phải gán cái tay không vô reverse thì cái lần sau chắc chắn nó đúng ha. Do khi mình viết chỗ này viết xong hết rồi tới cuối chương trình á, mình thấy trong live bài giảng đúng không? Tới trong đó đó, cái cuối nó gán cái gì? Reverse bạn. Đây không ha. Lần này rất quan trọng ha. Chưa? Thì lần thứ hai á thì mình lấy cái tay không là trạng thái hiện tại là vô đi đó thì lần hai nó có đi đó. Được chưa? Thì nó đúng, bắt đầu đúng rồi. Thì nó chỉ sai một cái xung đầu tiên. Xác suất là 25%. Và chắc chắn là sai hẳn. Mình nhớ đếm xung mình đếm không đúng chính xác thì đó. Dạ. Rồi thấy trong thực tế là cái driver công nghiệp mua đắt tiền cỡ nào cái nữa vẽ cái bọt tóc lên chẳng hạn thì chắc chắn nó bị sung bị gai hả, chứ không có ra đường biển giúp mình mô phỏng cho nó lát về đâu không có, bây giờ có đường này hả, đúng không? Cái đường vận tốc bây giờ có đường, tại vận tốc mình tính trực tiếp từ cái xung encoder nha, mà xung encoder mình đọc mà nó không chính xác nó bị dao động rồi lập tức cái đường này nó không có mình bị được mà nói vậy cái gì này ha. Ví dụ dù cái driver mua đắt tiền cỡ nào nữa giữa nó cũng bị, đúng không? Nó là bị sai, chung nó chỉ bị dao động chứ không có nào mà đúng tuyệt đối. Và mình nhớ một điều là cái biến reverse này là biến toàn cục. Mình thấy trong cái chương trình đó mình không có khai báo biến reverse trong cái dòng chương trình ngắt nãy là ngắt nhiêu đó, ngắt 4 rồi hả? Mình chỉ khai báo một cái biến duy nhất là insight tay không thôi. Chứ mình không khai báo biến reverse trong cái đoạn này ha, tại vì reverse là biến toàn cục. Nó dùng chung cho cả hai ngắt. Tại lúc này mình hồi nãy nói từ đầu là mình không phân biệt đang ngắt cạnh lên của kênh A hay kênh B gì hết á, không toàn phân biệt gì hết á. Mình chỉ cần biết là ngắt thôi. Thì ngắt nó có thể rơi trường hợp là cạnh lên A hoặc là cạnh lên B, cạnh xuống A hoặc cạnh xuống B mà. Do cái biến reverse này phải là biến dùng chung cho cả hai ngắt. Do đó nó là biến toàn cục và đặt phía ngoài, đặt khai báo đầu chương trình luôn á. Do và mình viết thêm một cái chương trình ngắt thứ hai đó là STI, ví dụ trong trường hợp này là 59 nè. Handler thì mình dùng cũng cái reverse đó. Dạ. Mà trong đoạn chương trình đó mình khai báo cái biến khác thôi, ví dụ biến tay 1 cho cái trường hợp chương trình thứ hai. Thậm chí mình khai báo cùng tay 0 cũng được, tại vì này là biến cục bộ, nó có khai báo trùng không sao hết ta. Nhưng mà để cho dễ đọc thì mình khai báo tay 1 thôi. Và mình cũng trong cuối chương trình của cái ngắt thứ hai đó mình cũng gán là reverse bằng tay 1 luôn. Được chưa? Lưu ý là cái reverse là cái biến một biến một ha, dùng chung cho cả hai ngắt với là về là cái biến toàn cục. Khai báo ở đầu chương trình ha. Được chưa? Mình hiểu chưa? Tại vì mình không có phân biệt đang ngắt chỗ nào hết ha, không có biết ngắt trên A, B, cạnh lên, cạnh xuống vậy đó. Mình chỉ biết nó có ngắt thôi. Và trong một xung nó chỉ có 4 cái ngắt. Vậy đó mình cái biến reverse này phải dùng chung. Hiểu không? Được chưa? Vậy đó về mình tự bổ sung viết thêm cái ngắt còn lại nha. Hoặc là khi mình làm mình tự bổ sung. Thật ra mình có bị trang độ này bỏ qua thôi, có khác gì đâu. Có bị trang luôn cũng được ra, không cần thay đổi biến gì hết đó, là được ha. Thay đổi cái chỗ cái ST bao nhiêu đó tùy thuộc vào cái ngắt phần cứng mình dùng thôi. Được chưa? Còn gì thắc mắc nữa không? Đó được không? Đó, nếu mà không nhất thiết phải tăng cái độ chính xác lên thì mình cũng không nhất thiết viết nhân 4 làm gì ha, mình viết nhân 2 là đủ rồi, đủ xài rồi. Trong một số trường hợp mình dùng vi điều khiển mà nó có gì? Vi điều khiển mà nó có hỗ trợ điều khiển động cơ, trong một số dòng vi điều khiển hỗ trợ điều khiển động cơ thì nó có sẵn encoder của mình, nó có sẵn bộ đọc encoder trong đó ha, và lúc đó nó chỉ có chế độ đọc nhân 2 nhân 4 cho mình luôn, để đó mình xài nó dễ dàng hơn. Bây giờ khỏi công mình đi viết này,
hoặc là một số dòng biểu khiển mới bây giờ, ví dụ mấy con AI mới bây giờ á, thì nó sẽ tích hợp cái đọc encoder trong cái timer luôn nha. Nó tích hợp đọc encoder trong timer và mình có thể tận dụng cái đó để mình đọc encoder luôn khỏi công mình viết. Được chưa? Tại mình thấy mình viết cái này nó sẽ tốn thứ nhất là tốn tài nguyên quy điều khiển, tốn cái chân quy điều khiển ha, cụ thể là chân ngắt. Đó. Rồi mình viết mà quản lý ngắt không tốt mất xung nữa, vân vân, hoặc là mình viết ngắt mà không biết viết không tốt nữa thì nó dẫn đến cũng cái chương trình mình chạy nó không hiệu quả. Chứ nếu mình không cần thiết lắm thì mình viết nhân 2 là được rồi, được chưa? Còn không mình tận dụng một số cái ngắt của cái một số cái gọi là chức năng của vi điều khiển nó đọc encoder đó để mình cải thiện cái chương trình mình nó sẽ tốt hơn. Còn nếu trường hợp bắt buộc phải viết á, thì mình phải viết cho đúng vậy. Như không? Nếu mà dùng mấy con động cơ mà nhỏ nhỏ mà hay đang dùng thì mình nên viết. Tại đó mấy con đó xung encoder độ phân giải rất là kém. Yeah. Thì mình nên viết nhân 2 hoặc nhân 4 để mình tăng cái độ chính xác cho mình điều khiển vận tốc lên. Chứ không mình vẽ cái đặc tính vận tốc và điều khiển ra nó xấu lắm. Mặc dù biết đó là giới hạn của encoder rồi, nhưng mà mình trình bày trong báo cáo, ví dụ trong đề tài tốt nghiệp chẳng hạn, mà vẽ cái đường điều khiển vận tốc ra mà nhìn nó không, thấy không, nhìn nó xấu, nhìn nó không có hay, hiểu không? Nhìn cái vẽ đường vận tốc gì là gì nè, đó, đường điều khiển vận tốc mà nó đang gì thì thôi. Mặc dù á thì ví dụ như tôi thì biết à này do độ phân giải này encoder kém không có gì hết á. Nhưng mà do một số thầy cô khác là có thể là không có làm hoặc không hiểu sâu á, thì nó một cái đường gì mà xấu như vậy, đó mình phải lưu ý đó. Nha, trong một số trường hợp á, thì mình nên tìm cách mình cải thiện cái đặc tính đáp ứng lên cho đỡ hơn xíu. Ít ra nó cũng được, mình miễn một tí chứ làm gì mình làm gì, ít ra cũng được gì chứ, nhìn cái đường thấy ghê quá nha. Mình dùng mấy con động cơ nhỏ nhỏ mà dùng một robot mà 7-8 xung một vòng, mười mấy xung một vòng thì sẽ vậy. Rồi tới đây mình xong cái phần đọc encoder đúng không? Mình đọc encoder xong mình sẽ đi là tính ha. Chí này cụ thể là có quay ha. Mục đích đọc encoder để tính hai thông số này hả? Giờ làm sao để tính vận tốc? Làm sao để tính được vận tốc động cơ biết không? Ai làm chưa? Sao từ xung encoder mà tính ra được vận tốc? Hả? Xung encoder là gì? Là số xung trong một vòng. Được chưa? Số xung trong vòng quay. Một vòng thì 1000 xung, 2 vòng 2000, 3 gì đó cái nhau lên. Thì mình sẽ đếm được số xung trong vòng quay ha. Có thể nhỏ hơn một vòng cũng được ha. Thì số xung mình đếm được là tương ứng là số vòng quay của động cơ. Vì làm sao mà từ đó mình sẽ tính ra được vận tốc, đơn vị vận tốc là gì, là ray đang trên dây, là vòng trên phút, là vòng trên dây, vân vân. Thì tính dựa trên quan hệ gì? Hả?
giống như chuyển động dài thôi mà. Giờ muốn tính vận tốc thì tính gì? Chuyển động dài thì vận tốc các bạn gì? Quãng đường chia thời gian, đúng không? Ai biết? Giờ chuyển động vận tốc gốc của động cơ là bạn gì? Bằng gốc chia thời gian. Ở thì gốc chia thời gian. Mà gốc thì bạn gì? Gốc gốc là chính là cái góc quay đúng không? Góc quay mà chưa quy vậy vậy. Quy về số xung chia cho chia cho tất cả các xung trên một vòng. Thì đó là số xung đó, đúng rồi. À, trên theo thời gian hả? Thì cụ thể mình sẽ tính được cái số xung tương ứng góc quay đúng không? Dạ, đúng rồi. Số xung trên tương ứng góc quay. Rồi lấy cái số xung tương ứng góc quay đó mình chia thời gian thì đem vận tốc thôi. Vấn đề làm sao tính được cái số xung đó. Mà thời gian bằng bao nhiêu? Vậy chứ thời gian đúng không? Vậy thời gian đó mình phải chọn bằng bao nhiêu đúng không? Rồi mình tính cái số xung trong cái thời gian đó thì mình chia ra đem được vận tốc thôi. Giờ nó khai chuyện thứ nhất là làm sao chọn thời gian cho nó khớp phù hợp nè. À, thứ hai làm sao tính được xung. Được không? À, sử dụng cái bộ đếm cao to của Thamer để đếm số xung trả về. Chi mất công nữa vậy. Hồi nãy giờ mình đã làm cái kia mình đếm được xung mà. Hồi nãy giờ mình làm cái kia là mình đếm được cái xung của mình đếm được rồi. Dạ. À, mình dùng cái counter của Thamer là đúng đếm cố định trong khoảng thời gian hả? Thì cũng được. Ờ đúng rồi, em dùng cái đó được, mình sẽ kết hợp với chỗ cái counter của Thamer đó thì mình sẽ đếm được số xung trong cái khoảng thời gian cố định đúng không? Em đoán được, nhưng mà cái này lưu ý để nó phục vụ cho cái đoạn chương trình phía sau nữa. Em lưu ý khi mình viết trong vi điều khiển á, mình viết chương trình trên vi điều khiển ha, thì ngoài chuyện đọc encoder, đọc tính vận tốc vân vân thì phía sau mình còn có cái chỗ mà điều khiển vận tốc nữa, là chỗ thuật toán BAD ha. Thì lúc này mình biết rồi, cái bộ điều khiển mình là cái bộ điều khiển số mà các tín hiệu vận tốc rồi vân vân, tín hiệu liên tục. Do đó mình phải có một bước mình chuyển từ cái tín hiệu liên tục sang tín hiệu số bằng cái gì? Trước là kêu làm đó, trước kêu làm gì nhớ không? Cái bài tập trước kêu làm là gì, làm gì nhớ không? Để ứng dụng vô đây nè. Kêu làm ở đó là có mục đích chứ phải. Trước cái chương 1 có kêu làm gì, tìm hiểu gì đó, tìm hiểu cái thời hạn gì đó không thầy? Phải, thời hạn gì? Số lấy mẫu thầy. Tần số lấy mẫu. Trước kêu mình tìm hiểu tần số lấy mẫu đúng không? Tần số lấy mẫu chính là gì? Là mình chuyển một cái tín hiệu liên tục thành một tín hiệu rời rạc, đúng không? À, phía sau này có một số bạn làm tốt đó, nhưng mà không biết có phải lớp mình không, tôi không biết. Nhưng có số bạn làm cái mấy bạn đợt đầu tiên thì làm không có tốt lắm, chỉ chủ yếu là chỉ trình bày lại sơ sài đó. Một số sau phía sau các bạn đó tốt hơn. Cái chỗ đó là phải nói về cái hệ rời đạt mới đúng ha, phải là trình bày chỗ hệ rời đạt thì nó mới đầy đủ. Dạ. Cái mục đích chỗ tần số lấy mẫu là chuyển từ cái hệ liên tục sang hệ rời đạt. Dạ. Thì chỗ này cũng vậy nè. Ở phần sau mình có bộ điều khiển số gì đó, mình phải còn là cái chuyển từ cái hệ liên tục sang hệ rời đạt. Và tất cả cái việc đó trong vi điều khiển nó thực hiện thông qua một cái timer và gọi là ngắt timer. Mình biết cái đó chưa, học chưa? Nãy chị nói dùng counter có timer, gì học timer rồi mới biết counter có timer chứ. Chị biết ngắt timer không? Hả? À? Biết cái từ nào sẽ không biết được, học điều khiển rồi mà. Học tới chưa? Bị mờ thầy ơi. Mờ hả? Học này đâu chứ gì?
Hồi nãy có mấy bạn trả lời mà tôi không có đọc chat nên tôi không biết. Gửi cho Xuân trở về trong một giây. Trong một giây á, thì đúng rồi, về mặt lý thuyết là vậy ha, nhưng mà trên thực tế mình không bao giờ chọn một giây nha. Một giây nó quá lớn cho đối với động cơ nha. Hiểu không? Mình chọn thời gian một giây là nó quá lớn so với động cơ. Thời gian của N. Xuân chọn đúng rồi, 10 giây học nhỏ hơn, tại sao đây số 10 đó? Phải không? Nếu biết tại sao nó số 10 không? Tại sao người ta phải chọn số 10 vậy? Lý do nha, không phải chọn đại đâu. Chia ra số đẹp rồi. Phải. Lý do là tí giải thích cho coi. Lý do là tại sao chọn số 10? 10 mili giây á thầy. Ở thường mà cái thời gian ngắt timer để điều khiển động cơ người ta sẽ chọn là 10 mili giây. Ở đây người ta hay dùng số 10 đúng không? Hoặc là nhỏ hơn cũng được. 10 năm gì đó, chứ ít ai mình lớn hơn 10 lắm. Nó có nhiều cái công dụng, tại sao số 10? Tại vì cái timer 8 bit hay 16 bit gì đó thầy, nó có một cái đếm đúng được chính xác ngay chỗ 10 mili giây luôn. Không phải. Timer nào đếm chả được. Không phải do chính độ chính xác đâu. Quay đây về ngắt timer đó là biết rồi đúng không? Vậy là mình phải chiêu một cái ngắt timer. Và mình kết hợp ngắt timer đó vừa để tính đủ thứ luôn ha. Để chỗ này mình sẽ tính vận tốc nè. Rồi sau này để mình viết cái code B đi trong cái ngắt timer đó luôn. Do đó bắt buộc dùng ngắt timer và cái thời gian ngắt, ví dụ chỗ là tay dây nè ha. Dùng đơn vị là dây nha. Nhưng nãy bạn mới nói xong là thường ta chọn tên 10 đó. 10 mili giây. Thế là 0.01 giây ha. Thái thường mà chọn là gì? Mà nhiều người biết mà 10 chứ không hiểu là sao đâu. Ví dụ như thấy trên mạng rồi nó chọn 10 gì đó, phải không? Nhưng mà chưa chắc là nó hiểu. Tại sao thấy số 10 đó không? Thì thấy như đời trước thì đời sau đúng không? Này nó ổn định đó rồi. Không phải. Lấy tí giải thích cho con. Phải ổn định đâu. Và không phải là chắc chắn phải 10 nha. 10 hoặc là nhỏ hơn. Nhỏ hơn cũng được. Yeah. Và thường là 7 thôi. Rồi, giờ quay lại đây. Thì khi mình chọn được cái thời gian ngắt rồi, mình phải đếm xung hơn. Bước 2 là mình đếm xung quá. Trong thời gian T. Ra, ví dụ đang mời xung quá. Cho đếm xung này mới xin chuyện này ha. Nói gì đó đơn giản ha. Đếm gì, đếm bình thường thôi. Giờ đếm vấn đề của mình là bữa trước cái biến cao á, cái biến đếm xung ha, mình làm chuyện gì? Làm chuyện là mình reset một vòng, đúng không? Mình đâu có cho nó đếm cái biến cao nó tăng liên tục đâu. Mà nếu mà cho tăng liên tục thì nó sẽ vướng trường hợp là gì? Nó bị tràn cái giá trị thân ghi đúng không? Ví dụ tràn 18 bit, tràn 16 bit hoặc tràn 32 bit gì đó. Thì bắt buộc mình phải reset biến cao. Thì bữa trước tôi nói là thay vì reset nhiều vòng thì mình đúng một vòng reset, tại vì mình chỉ cần biến cao trong một vòng là đủ. Nhớ cho đó đúng không? Chỉ biến cao mình thích một vòng. Ví dụ giờ mình có cái encoder làm đếm nè. N đây. N ví dụ như N bạn ngàn đây ha. Được chưa? Mình có cái encoder, cái độ phân giải là ngàn xung trên dòng này là không nè. Ví dụ đến 99 đúng không? Xong rồi nó quay không lại đúng không? Ví dụ chiều đây là chiều clockwise nè. Chiều bên này là chiều counter clockwise. Giờ mình đếm xung đúng không? Ví dụ bình thường mình đếm. Đây là khoảng thời gian, đây là T nè ha. Thì mình có hai giá trị đúng không? Ví dụ này cao 2 nè. Cao tương với thời điểm sau là ví dụ cao 2, chỗ này là cao 1 đúng không? Thì mời nó cho bạn đơn giản là lấy gì? Mình lưu một giá trị cứ cao lại ha, lấy cái sau trừ cái 1 thôi. Này chắc ai cũng biết trước làm rồi. Dạ. Thì đó là đơn giản. Bình thường nó đúng hết nè. Tất cả bình thường nó đúng hết. Ví dụ này thời điểm T thì hai thời điểm cao lấy sau trừ trước, nếu quay cùng chiều ha. Tuy nhiên nó sẽ vướng một chỗ, vướng chỗ nào biết không? Chỉ có một thời điểm mới cho nó rơi vào trường hợp này. Đây cũng thời điểm T, nhưng đây cũng là cao 2 nằm đây ha. Đây cao 1 nằm đây ha. Nhưng chỗ này bị cái nó đi qua điểm reset vậy đó, cao 2 reset mất và nó tăng lên lại. Thế là 99 nó lên 1001 mà nó giật không xong nó tăng lên lại ha. Giả sử chỗ này tôi thấy số cụ thể chỗ này 900 nè ha. Chỗ này bằng 100 đi ha. Hiểu không? Thì chỗ này mình lấy được M ở đây bao nhiêu? Lấy cao 2 từ cao 1 ở đây bao nhiêu? Phải là 100 từ 800 không? Từ 900 không?
Số này đúng không? Số trừ delta này đúng không? Số xung đếm được trong khoảng thời gian này, trong khoảng thời gian t này là bao nhiêu? Ủa từ từ thầy. 200 1 ngàn nhé thầy. 1 ngàn đâu ra? 200 200. Số xung thật sự 200 xung à. Lý do tại que chỗ này tới 999 kia nó đâu tăng lên ngàn nữa đâu. Nhớ không? Mà nó reset gì không? Reset gì không? Thôi mà nó tăng lên lại ha. Nhớ không? Tại vì cái điểm này vừa nãy mình bữa mình nãy mới nói rồi. Cái giá trị bộ đếm mình chỉ tồn tại trong một vòng thôi à. Đủ một vòng nó reset gì không? Rồi nó tăng lại đủ vòng reset gì không? Tăng lại. Được chưa? Vậy là chỗ này nó bằng gì không mất rồi. Nhớ nếu mà lấy cái chỗ này nó tăng lại lấy cao 2.1 thì nó theo từ đến trăm, nhưng thật sự giá trị á xung á chỗ này là có 200 xung rồi. Hiểu không? Từ đây về đây tới đây nó có 200 xung, ở đây 100 xung, đây 100 xung rồi. 200 xung. Số này bị sai mất rồi. Được chưa? Đó là quay trường phận 2, giờ quay trường ngược nó cũng vậy thôi. Quay trường ngược thì nó đi quay điểm này ha. Điểm này là cao, lúc này là cao 1 thành cao 2 đúng không? Thì cái sau là thành cao 2. Giữa keo 2 mà trừ keo 1 á thì nó này là 900 trừ cho 100 nó ra 800. Có này cũng sai luôn ha. Được chưa? Vậy là sửa sửa lại đúng, số này sai rồi. Được chưa? Các cái chị còn chỗ này là bình thường ha. Là nằm nhưng mà nó chắc chắn mình đếm chứ nó rơi về cái điểm này bình thường. Nó còn dễ rơi về điểm này do đó cái bộ tóc mình sẽ tính lúc nó giọt lên giọt xuống nó sai rồi nó không đúng rồi chạy tập do nó không ổn định do cái chỗ này nó tăng lên đột ngột này do lúc này mình đếm mình tính vào tóc ra thấy tự nhiên có chỗ nó bọt lên đột ngột ha nó đang ơi em nó bọt lên đó. Thì chỗ mình đã mình đếm sai giờ em sẽ sửa cho bạn chỗ này thật sự là có một cái 200 xung nha do đó chỗ này phải lấy gì cộng thêm ngàn ha cộng ngàn chính là cộng n đó số xung cộng con giải ha lên 200 mới đúng hả? Còn số này 800 thì gì? Trừ ngàn đúng không? Cái này trừ ngàn này. Nên bằng trừ 200 nha. Nếu trừ để chứng tỏ là nó quay lên ngược chiều thôi. Được chưa? Nhưng mà độ lớn thì nói chung nó bỏ ra. Vậy làm sao mình biết trong trường hợp đó nó đang quay điểm reset mà mình cộng ngàn hoặc mình trừ ngàn? Để xem phân biệt trường hợp này với trường hợp này với trường hợp này. Được chưa? Chỉ có trường hợp này nè. Mình mới reset giá trị bộ đế. Mình mới cộng thêm gọi là gì? Calibrate đúng không? Calib á, mình được calib lại cái giá trị của đếm mà để nó ra được cái từ cái giá trị chính xác. Còn cái trường hợp còn lại thì trừ ra được nhiêu thì giữ nhiêu, vậy nó đúng hết. Vậy làm sao biết nó rơi trường hợp này mà cộng ngàn? Hoặc là trường hợp này mà trừ ngàn? Mình đặt điều kiện cho M thầy. Điều kiện gì? Thì lỡ M lớn hơn 800 hay nhiêu đó. Cho thêm trăm cơ sở rồi rẻ. Thì thêm trăm tôi lấy ví dụ thôi. Chẳng lẽ tôi lấy ví dụ khác thành số khác à, nó phải có cơ sở đó. Đúng là đặt điều kiện mời mới đúng rồi đó. Nhưng mà cơ sở là đặt điều kiện mời là gì? Thì mình quay lại vô đây. Đó. Cái cơ sở sẽ chắc chưa nghĩ ra đâu. Cơ sở điều kiện mời đến này đây nè. Lúc này người ta mới nghĩ à mình chọn thời gian T làm sao cho cái gì? Kết hợp vô để xử lý cái chỗ này luôn. Nha, nếu còn xử lý chỗ này thì xử lý dựa trên thời gian t. Đó, người ta mới có cái gì gọi là quy ước ha, chọn t. Nó mới đòi lại cái chỗ này này. Hồi nãy 10 mili giây đó. Chọn t thì quy tắc chọn t là sao? Chọn t để chi? Khi vận tốc khi mà động cơ á cơ với hoạt động ha. Với vận tốc tối đa đúng không? Vận tốc tối đa nó gọi là rated speed á, nha. Vận tốc danh định động cơ dù bay ngồi dưới thuốc chẳng hạn, thì trong thời gian t động cơ không quay quá 1/2 vòng. Thầy nghĩ ra chuyện này hả? Nguyên tắc cộng t, quy ước cộng t như vậy. Là khi mà nó hoạt động với vận tốc tối đa thì trong thời gian t nè, thời gian t mình thì ngắt chọn là động cơ không quay quá 1/2 vòng.
mà không quay qué một nửa vòng thì số xung đếm được tối đa là nhiêu? Hả? Nếu mà không quay qué nửa vòng thì số xung đếm được tối đa là nhiêu? Ở trên 2. Ở nợ trên 2. Nhớ, nó chỉ đếm được nợ trên 2 là tối đa là. Ví dụ nợ bạn ngàn thì tối đa đếm được 500 xung rồi. Cái này 800 thì chắc lắm. Làm gì so sánh, chỉ cần là lấy cái chữ M mình so sánh với nợ trên 2 là được. Làm gì qua? Lấy nợ so sánh nợ trên 2, nếu mà lớn hơn nợ trên 2 là chọn. Nhiều quá điều kiện mình chọn T nó phải phù hợp với điều kiện này nha. Còn chọn T không đúng với điều kiện này thì chớ quá. Như không? Đó là ta kết hợp cái này nè. Thật ra cái chọn T nó quy tắc là càng nhỏ thì nó sẽ càng nói chung là cái độ chính xác của đáp ứng nó càng tốt, đáp ứng nó càng mịn. Nhưng mà người ta kết hợp thêm này để người ta lựa chọn cái giá trị T, và người ta cái chặn trên là như tối đa là đây là 10 mili giây hoặc nhỏ hơn, chỉ càng nhỏ là tốt nha. Hình như không? T là càng nhỏ là tốt. À, rồi còn cái nó có chặn dưới nữa, chặn dưới thì bữa trước tôi kêu mình làm rồi, mình còn nhớ không? Tần số lấy mẫu ra làm không? Nó phải lớn hơn nhiều. Ai nhớ không làm phải quên mất rồi. Ai nộp không có chắc chắn lớp này có người nộp mà tần số lấy mẫu nó phải lớn hơn nhiều. Quên làm nộp cộng điểm mà giờ không nhớ. Mục đích là kêu làm nộp cộng điểm để mình hiểu rõ hơn, mà làm nộp xong cái trẻ thay luôn hả? Đúng, lớn hơn 2 lần 1 phần T này. Tần số lấy mẫu sao lớn 2 lần 1 phần T là sao? Lớn hơn 2 lần FS, FS là cái tần số lớn nhất của cái hệ. Thôi quay lại đây. Vậy là không quay quét 1-2 vòng tới ví dụ này ha. Ví dụ giờ ray thì biết mình động cơ của mình là thường là 3.000 vòng/phút đó, lấy số này đi ha. Dạ vậy thì đó mình suy ra là 3.000 chia cho 60 ra là nhiêu RPS ha. RPS là ra qua second là vòng trên dây, hay là bao nhiêu vòng trên dây cho thời gian cho một vòng bao nhiêu? Tốn nhiêu vậy? Đúng không? Thì 1 phần 2 vòng là nhiêu? Đúng không? Thì tối đa là thời gian cho một nửa vòng là như đây nè. Như đây bao nhiêu? Đó chính là 0 tới 0 1 giây đó. Đúng không? Vậy là cái thời gian của cho nó quay 1 phần 2 vòng với vận tốc tối đa thì nó là 10 mili giây. Nó mới loại đến số 10 đi. Vậy mình chỉ chọn cái T là biến bằng 10. Để mình kết hợp cái T đó mình chỉ vô chỗ này luôn ha. Thì trong cái thời gian T đó thì số xung đếm được không bao giờ vượt quá nửa số xung của encoder. Được chưa? À, vậy là nếu 1.000 thì 500 là tối đa, này là 800 là cặp lóc là độ lớn. 800 là sai hả? Đó mình khi mình nó lớn hơn một nửa thì mình sẽ gì? Âm thì mình cộng thêm ngàn mà dương thì mình trừ đi ngàn. Xong, mình sẽ có được cái giá trị đúng của cái M. Được chưa? Đây là một cách rất là gọi là cơ bản và bài bản để xử lý cái chỗ cái xung encoder đó ha. Còn dĩ nhiên sau này lập trình thì mình có thể dùng nhiều cái cách khác để mình viết cho nó hợp lý. Nhưng mà mình lưu ý là mình tránh cái trường hợp lại gì? Chỗ này là mình tránh, mình làm sao biết để tránh hiện tượng cái chỗ này thôi nha. Là được ha. Đây là một cách rất là bài bản, nhưng mà là sách vở đó. Cách này gọi là cách sách vở ha. Có quy ước quy tắc là ra để mình chọn mình xử lý chỗ này. Mình chưa học thì viết cái này nè. Nhưng mà sau này thì tôi cũng thích viết kiểu này lắm, vì kiểu khác viết nó gọn hơn nữa. Nhưng mà cái đó thì để mình tự mình tìm hiểu thêm ha. Bọn này nó sách vở nó ra đúng y chang bài bản như vậy, và giải thích nó dễ hơn, đúng không? Còn cách kia thì do cái tư duy lập trình của mình, cho nên mình làm mình tự mình tìm hiểu một cách viết này nó gọn hơn xíu thôi, tìm biết thôi, hiểu không? Còn cụ thể là thì vài bữa mà đi học thực hành á, thì tôi sẽ chỉ cho, từ lúc đó tôi sẽ đưa cái code code tôi viết cho phần động cơ DC Turbo mình tham khảo thì mình sẽ thấy.
Dạ. Còn mình học lý thuyết thì mình chia theo đúng cái cách bài bản như vậy ha, xử lý cái trường hợp đi qua điểm gì xét à, dạ từ từ thầy ơi, thầy nói lại cái chỗ mà cái xung điểm nó bị tràn đúng không thầy? Em chưa hiểu lắm chỗ xung điểm bị tràn nào, cái xung nào bị tràn, cái xung end code đó thầy, nó đếm qua chỗ reset á, kiểu như nó như thế nào? Bữa trước nói rồi bạn, cái biến cao là cái biến đếm encoder đúng không? Khi lập trình những khai báo nó là số, ví dụ như số 16 bit, là vi khuyển mà là 8 bit, 16 bit hoặc là số nguyên đúng không? À, kiểu số character là kiểu 8 bit đó bình thường ha, rồi kiểu số nguyên, rồi kiểu số 32 bit, được chưa? Thì em khai báo biến nào nữa thì khi mình động cơ nó quay liên tục trong thời gian thì nó sẽ tràn. Nó tràn là ví dụ như 8 bit thì nó đến tới 255 là hết rồi. Và 256 tràn nó sẽ chui qua vùng âm thì sai. Còn 16 bit thì nó ra được là 32768 đúng không? 32767. 16 bit thì nó ra được 0 đến 32767 thôi. Vậy đúng không? Nếu mà số có dấu, còn nếu không có dấu thì 62 gì đó, 2416 trừ 1 ha. À, dạ không thầy, cái chỗ mà từ cái chỗ mà M nãy bằng âm 800 á, để suy ra chọn T bằng không quay quá 1 phần 2 vòng á thầy. À, thì hồi nãy cái này nào chứ không, đi qua điểm reset thì có M. Các bạn cái ví dụ quay theo chiều clockwise đúng không? Lấy sau chữ trước đó lấy cao 2 trừ 1 thì chỗ này nó ra là trừ 800 đúng không? Thì nó ra là trừ 800 này sai đúng không? Chỗ này không đúng. Nhưng mà không, tại sao bằng trừ 800 thôi? Cái biến cao em tới em thì xét rồi mà. Cái biến cao em là nó đã tăng lên hồi nãy, bữa trước tôi nói là mình chỉ đếm trong một vòng mà trong cái đoạn chương trình bữa trước á là cao mình qua đủ một vòng mới reset. Chỗ cái đoạn encoder nhớ không? Mình tăng lên đúng không, mình so sánh nếu là lớn bằng n thì gì thì không, lớn bằng 2n thì không, lớn bằng 4n thì không, tức là mình chỉ đếm trong một vòng quay thôi. Đó, chỗ này dễ sửa, mình đang chế độ nhân một đi, thì chỗ này đến chỗ này là đến nó tăng đến cao tới này là 99 nè, nó không tăng lên ngàn nữa, nó không tăng lên ngàn lẻ một, ngàn lẻ hai mà nó đi về không nữa, đến lại hiểu không? Cái biến cao em là cái biến động encoder nó luôn nó gì xét mất rồi. Nếu về đây tới đây nó không tăng lên nữa mà về không nó tăng lại, từ không nó mới tăng lên lại lên 100 hả, chỉ số chung đến được này là 100 này, số chung này là 100 này, thì tổng cộng này là 200. Nhưng mà em lấy cái theo công thức bình thường, lấy cái keo sâu từ cái trước đó, thì nó ra là từ 800. Bình thường em làm là em lấy keo sâu từ cái trước, ví dụ cái trong cái nhắc timer interrupt đúng không, 10 giây ngắt lần đúng không? Mỗi lần ngắt đầu em gán vô cái dụng cao 1 phần cao đúng không? Rồi mời các bạn nhiều cao từ cao 1 đúng không? Chứ em luôn cái biến cao thành vô cái cao 1 đúng không? Rồi em mời các bạn cao trừ trước hả? Đúng không? Làm gì nè? Trong cái nhắc thơ mơ em làm gì đúng không? Thì hôm nay em có được M là đúng hai, nó là cái này là cao sâu nè, cao hiện tại đúng không? Này cao trước nè. Giờ em gán cao hiện tại vô cao trước, đây là sâu nè. Đó, trong cái nhắc thơ mơ làm như vậy. Hôm nay được M chứ. À, nhưng mà cái cao hiện tại đó là một cái hàm đọc đúng không? Cái cao hiện tại là cái hàm đọc từ cái chương trình đoạn ngắt encoder. Dạ dạ. Là nó là cái hàm, còn cái cao 1 mới là biến. Ờ, cái một này cái biến phụ em gán cho mày, em lưu cái trạng thái đó thôi mà, hiểu không? Trong cái nhắc này em sao lấy một biến cao một, em lưu biến lại, tại vì em còn hai cái giá trị cao đó, hai điểm cái câu em trừ đi em mới ra được M mà, giá cho mày em thêm một cái cao một để em lưu cái trạng thái phía trước giống như trước nãy em làm thôi, còn cao hai chính là cao hiện tại, hiểu không? Là cao hiện tại nó trẻ gì, cái cao hai này chính là cao hiện tại, lại cao này trẻ về từ cái bộ đọc encoder đó, mình cái chọn chương trình mình ngắt encoder chỉ có cái cao này. Ở trong cái này tôi mô tả bằng cái keo 1, keo 2 thôi, chứ như trên thực tế nó chỉ có cái keo 1, cái biến keo thôi. Tôi ghi keo 1, keo 2 nữa là cái biến keo tại hai thời điểm khác nhau thôi, hiểu không?
Vậy mình cần lưu cái biến keo 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 một lại để mình trừ ra thì ra cái một. Được chưa? Cái này là đáng lẽ keo một hoặc keo hai. Được không? Vậy cái biến keo này nó reset tại điểm này. Do đó là cái lần tới cái chỗ keo 2 này lúc này là nó không có đúng với chị. Nó bị reset. Ủa thầy, mà em vẫn chưa hiểu cái chỗ trừ 800 ở đâu ra cái kết quả đó. Trừ 800 tôi lấy ví dụ thôi. Tôi lấy ví dụ để mình thấy rõ hơn thôi. Tại thời điểm này là 900 này. Ví dụ ha, chỗ này là 999 là tới về không đúng không? Thì trước khi 99 tôi lấy tại một thời điểm nào đó thì chỗ này xung này tại thời điểm cao 1 là bằng 900 rồi nó quay gì không nó tăng lên chỗ này cao 2 thành 100, tôi lấy ví dụ thôi. À dạ rồi. Mình hiểu không? Dạ rồi. Tôi lấy ví dụ hai cái điểm để mình thấy nó số nó sai thôi. Được chưa? Sau khi mình trừ ra chỗ này thì ở đây trừ 800, có thể cái số khác không phải trừ 800 nhưng mà cái số này nó sẽ gì? Lớn hơn 1/2 vậy. 1/2 n. Vậy nó bị sai đi. Được không? Vô bình thường chỗ này đếm theo chiều này nè. Những chiều này nó đang trăm đúng không? Đang trăm quay ra đây chỗ này 200 chẳng hạn, hoặc là 300 chẳng hạn. Nó tăng lên 300 vậy lấy 300 trừ 100 ở đây 200 bình thường đúng nè, không có gì sai hết. 300 tăng lên 500 này lấy 500 trừ 300 lấy 200, tất cả bình thường đúng hết. Nhưng mà nó tăng dần tới này có bị sai không? Nên chỗ này lấy cái sau trừ trước nó không còn đúng. Được chưa? Nếu chỗ này rồi sau này mình viết chương trình mình tự mình gọi là thay đổi một tí ha để cho nó vừa gọn nhất và vừa có xử lý được cái chỗ đó. Được chưa? Dạ rồi. Mình viết cái này cũng được miễn sao là tóm lại là xử lý được cái chỗ reset đó là được ha. Được chưa? Vậy cái cách nãy tôi trình bày đây là cách gọi là cách sách vở nhất. Bài bản trước giờ nó như vậy đó. Còn sau này mình tự mình lập trình thì mình tìm cái phương pháp mà nó gọn hơn thôi, không có đề gì đâu. Nhưng mà mặt công thức thì nó đơn giản không có gì hết ha. Như cái chỗ mình xử lý cái chung nè, cũng đều đọc chung cho đúng không? Rồi có chung đó rồi mình sẽ tính ra được vận tốc thôi. Vận tốc thì chắc dễ rồi, ai cũng tính rồi đúng không? Bạn. Lấy xung đúng không? Xung chia cho nãy rồi, xung này là cho số xung đến được, mình chia cho cái tổng số xung cho một vòng ra cái góc đúng không? Vậy là m chia cho như vậy n đúng không? Rồi đổi ra cái đơn vị là góc này nhân cho nhiêu? Nhân cho 2 pi chia cho thời gian. Ra được là đây đang chia. Cái này chắc đơn giản là ai cũng hiểu gì vậy. Được chưa? Rồi từ đây đang dây mình có thể đổi là vòng giây phút bằng cách là gì? Nhân thêm cho gì? Vận tốc trên mình sẽ nhân thêm cho 60 chia cho 2 pi thì sẽ ra RPM ha. Thường khi mình trong chương trình của mình á, mình tính toán thì đơn vị chuẩn của mình là thường ra đăng và dây nha. Còn khi mình hiển thị lên á, thường vận tốc động cơ thì muốn hiển thị lên á, thường mình chỉ hiển thị cái vòng những phút. Vòng những phút ha. Tại vì thường nếu mình hiển thị ra đăng như dây á, thì thấy cái đặc tính nó hơi xấu lắm. Nó không mịn ha. Tại mình thường dùng encoder độ phân giải rất là kém. Cái đặc tuyến này nó xấu nhưng mình tăng lên thành là vòng phút thì nó sẽ mịn hơn. Cái đó là một cái thủ thuật thôi nha, nhưng mà nó hợp lý mà, do đó là mình cứ trình bày ha. Nếu mình nên khi mình vẽ đồ thị mình mô tả cái đặc tuyến vòng tốc mình nên vẽ ở vòng những phút ha. Điểm đó mình sẽ thấy cái đường nó sẽ trong báo cáo rồi trong trình bày rồi gì á thì mình thấy cái đường đặc tuyến nó sẽ tốt hơn. Còn dĩ nhiên là mình học thì mình thì không nói là mình học thì mình cứ làm sao cũng được ha, nhưng mà khi mình trình bày báo cáo cũng được. Rồi chép trong đề tài tốt nghiệp gì không không làm cái vòng những phút gì vậy mình thấy rõ ràng ở ngoài người ta hiển thị vòng tốc thường là vòng những phút không nhớ. Nhưng mà trong code đó mình viết chương trình là phải đơn vị phải là dây đang cái dây nha, gửi để cho nó đúng, nếu sai đơn vị thì nó sai. Rồi từ cái vòng tốc mình tính là được cái con số thứ hai là vị trí, giờ lại góc quay thì mình sẽ đổi cái số vòng quay thành cái góc quay. Rồi bữa trước tôi có nói rồi đúng không? Và mà bữa trước cái chỗ mà reset cái biến cao á, thì mình làm thêm một động tác nữa là gì?
chứ mình có động chương trình là if gì đó cao lớn hơn n đúng không, thì mình gắn cao bằng không đúng không. Chỗ này thì xếp bên cao khi đường vòng ha, mình lưu ý chỗ này mình bổ sung trước tôi nói mình để chỗ bổ sung vô thì cái này mình chia ra cộng cộng thêm cái nữa ha, mình tương tự ra chiều ngược lại ha. Chỗ này mình sẽ tăng cái số vòng quay, mỗi lần mình xếp cao thì mình tăng số vòng lên một vòng được chưa, thì số vòng quay nè được không. Đó, trong cái chương trình đó mình sẽ thêm số vòng quay để chỗ này mình chưa tính ra được cái góc quay tưởng ha, chứ mình cái biến cao không là không đủ, biến cao nó chỉ lưu trong trạng thái trong một vòng mà các vòng trước không có lưu lại thì mình tính được. Nên chỗ này mình xin rao là nhân cho 2π đúng không, đây được cái góc quay tương ứng số vòng quay. Cái này đủ chưa, còn nữa không, còn nữa không, như này không đâu đủ, còn gì nữa, còn gì nữa, anh nói đúng rồi. Cộng gì ở đây nữa, sai số á thầy, sai số rồi cái đó mới số vòng quay nha, còn gì nữa, còn nữa chứ chưa nói cho được. Cao nhân 2 pi chia cho n, à đúng rồi hả, những gì đúng rồi, đúng rồi, là cao chia cho n ha, nhân cho 2 pi. Cái này là cái gì, cái biến đếm đếm hiện tại nó chưa đủ vòng á, hiểu không, cái số con là số quay luôn rồi, còn cái biến cao là cái góc quay hiện tại nó chưa đủ vòng nữa, rồi chia cái số xung trên vòng ở đây được góc quay mà nhân cho 20 à, đổi ra đây anh được chưa. Ở đây lưu ý là tất cả âm thức này tôi biết là đều chế độ nhân 1 thôi nha, còn nhân 4 thì tự nhân 2, nhân 4 thì tự nhân lên nha. Dù nhân 2 thì nhân nào, thay nào, công thức này nhân 2 thay nào, thay n, thay n bằng 2n đúng không, có thay m không? Dạ không, không thay m nha, thay m như không, thay 2m với thay 2n như không, thay chị quý các bạn chắc là m, nếu nhân 2 là m để nhân cho báo rồi, không còn thay thay với số n dưới thôi nha. Rồi ha, tới đây mình sẽ tính được vận tốc và vị trí ha. Tiếp theo mình sẽ viết chương trình điều khiển vận tốc và điều khiển vị trí. Ở trong này phần này mình sẽ học cụ thể là mình sẽ học cái thuật toán BAD để điều khiển vận tốc. Dạ. Và giống như đã trình bày ở phần giới thiệu môn học á, là cái bộ thuật toán BAD là cái phần rất là quan trọng trong cái môn học này ha. Môn học này giúp cho mình là triển khai cái thuật toán BAD từ lý thuyết sang thực tế. Làm sao viết code cho bộ điều khiển BAD để mình có thể lập trình được trên các dòng điều khiển rồi trên các cái bộ điều khiển khác, ví dụ trong PC chẳng hạn. Đúng không? Mặc dù trong PC nó có sẵn BAD rồi nha. À, nhưng mà cái bộ BAD nó dùng không có tốt đâu. Nó tại nó viết chung cho tất cả trường hợp mà. Và nó viết mình không có can thiệp được sâu bên trong, do đó là mình muốn cải tiến gì đó mình cũng không làm được. Sau khi mình làm chủ được rồi, mình hiểu BD rồi, mình có thể tự viết lại bộ BD riêng cho mình để mình dùng nha. Yeah. Nếu mình học cái môn thực tập điều khiển, học kỳ này có học chưa? Học thì quen, học đại học đúng không? Hả? Có đại học thực tập điều khiển với thầy quen không? Thì có này. Có đúng không? Thầy quen có bắt viết BD không? Hình như chưa đến khúc đó thầy ơi. Thầy đang làm gì? Học từ hết kỳ rồi chưa đến khúc đó nữa. Mới học có 2 tuần thầy ơi. Mới học 2 tuần rồi thầy ơi. À mới học 2 tuần à, rồi. Nhà bữa mình sẽ viết BD trên BC để mình chạy một số cái đối tượng trong phòng thí nghiệm á. Thì ở phần này tôi giới thiệu cái thuật toán BD hả? Cách làm sao lập trình BD. Rồi chủ yếu tại vì mà môn học mình học động cơ đó, sẵn là kết hợp điều khiển động cơ DC luôn ha. Cái chủ chốt của mình là bộ điều khiển BD nha. Thật ra mình nắm rồi mình cũng điều khiển diêm điều khiển, không nhất thiết với điều khiển động cơ, hiểu không? Nhưng do cái phần này mình học là mình học động cơ đó, mình ứng dụng điều khiển động cơ luôn. Và tôi cũng làm một cái video tôi hướng dẫn cái cách làm ở trên ở trước cái khóa trước tôi up YouTube và cái link bỏ đâu tôi quên mất, để tôi tìm lại up trên cái account nào tôi nhớ. Mấy cái account Google á, up trên YouTube á.
ta tìm lại tôi gửi không cho, thì nó trong đó nó có các bước để điều khiển một cái động cơ trên thực tế như thế nào ha, từ việc tìm hàm truyền cho đến tìm thông số vi đi rồi viết có điều khiển vân vân, thì mình có thể tham khảo để mình làm được chép cuối kỳ cho môn học này hoặc là các cái đồ án về điện tử đồ án tốt nghiệp. Dạ, vậy phần tiếp theo là mình học cái bộ điều khiển VD ha. Và lý thuyết của VD là mình đã học ở trong môn điều khiển tự động rồi nha. Đúng không? Chưa học điều khiển đạo học gì đúng không? Đây là sơ đồ khối gọi là cơ bản nhất của bộ điều khiển mình học trên điều khiển đạo, đây là bộ điều khiển hồi tiếp đúng không? Feedback controller, hệ bộ kính á. Nhưng mà mình có cái bộ điều khiển ở đây, mình đối tượng này ha, đây mình có thật ra đây mình có cái sensor cảm biến nè. Từ đúng đây nó có một cái hệ số cái đại độ lợi k ha. Đúng đây chỗ này nó có một cái hệ số k. Dạ, yeah, tôi hồi từ cái bút đi về cái đây là đo nhiệt độ, đo vận tốc vân vân ha, đo mức nước thì nó cái hệ số k nó chuyển đổi ha, chuyển đổi giá trị vật lý nó ra về thành cái giá trị tương ứng các bạn. Và đây bộ điều khiển BD nằm đây, bộ BD nó nhận tín hiệu các bạn là sai số đúng không, và nó tính tín hiệu nó về là u điều khiển này, mục đích cuối cùng là gì? Mục đích điều khiển đây là gì biết không? Cho sai số bằng không. À đúng rồi, sai số là gì không? Cơ bản là như vậy ha. Những vấn đề mình phải nâng cấp lên nữa là gì không như thế nào nữa. Trong combo mình yêu cầu là cái gì không như thế nào nữa ha. Cái gì không 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 đủ nha. Gì không là mai gì không được không? Nay điều khiển mai gì không? Tại vì công thức toán mình quy mô tả nó đơn giản, trong điều khiển mình quy mô tả là gì? À liêm của ET, ET tiến ra vô cùng bằng không đúng không? Mình kêu là sai số sẽ là bằng không. Cái này chưa đủ ha. À, mình học rồi các chỉ tiêu về chất lượng rồi mình biết rồi. Cái này thì về mặt toán họ tê vô cùng, vô cùng được chỉ nào mai cũng là vô cùng, mốt cũng là vô cùng mà. Do nếu vấn đề cho điều khiển cái này về không á thì nó sẽ như thế này. Do về không gì cũng về không này ha, về không như vậy cũng về không ha. Do cái vấn đề cái đường đặc tính cái này nó làm sao cho nó vừa về không được, nhưng mà cái đường đặc tính này nó thỏa mãn một số cái chỉ tiêu chất lượng khác nữa. Độ một lố bằng bao nhiêu và thời gian tăng trưởng rồi thời gian sẽ lập bằng nhiêu vân đó, thì mình phải kèm thêm một số cái chỉ tiêu chất lượng và điều khiển nữa ha, để mình đánh giá cái chất lượng điều khiển của mình nó tốt hay xấu. Wow, và từ cái bộ VD đó mình sẽ có cái gì, cái sơ đồ cái bộ VD ở dưới ha. Đây mình có sơ đồ bộ VD, nó nhận tín hiệu nó vào là E đúng không, rồi nó có ba khối, khối nhất là gì, KB này ha, thứ hai là KD này ha, KI đi cho đúng thứ tự, rồi thứ ba là KD ha, rồi KI là khối tích phân, vậy nó kèm theo một cái bộ tích phân, được chưa? KD là đạo hàm thì nó kèm theo một cái bộ đạo hàm ha, rồi nó tổng ba này lại, là U nè. Nói về điều khiển đạo mình học tới đây thôi, ở đây ha, rồi U này đưa ra đối tượng giống như hình vẽ này, chính nhiên. Đây mình làm thực tế nha, mình làm thực tế là gì là thiếu. Trong điều khiển tự động người ta cố tình ta lơ đi một cái khâu rất quan trọng mà trước có nhắc rồi đúng không? Này. Rồi đây mới quay đối tượng của mình ha. Ở đây nó gọi là gì? Saturation. Khâu bão hòa. Do đâu? Là giới hạn tín hiệu, giới hạn tín hiệu ha. Trên thực tế nó mới có. Ngay cùng mình làm mô phỏng lý thuyết mà, lý thuyết mô phỏng cái số đạn nhiêu cũng được, đúng không? Do là thường mình làm mô phỏng người ta luôn bắt mình show cái giá trị u ra cho người ta xem nha. Nếu một cái bài được review mà được đánh giá cẩn thận, lúc nào người ta cũng còn show cái u người ta cho mình coi. Chứ không phải y đâu, y chắc chắn phải được rồi, đúng không? Y không được thì còn gì để trình bày. Y chắc chắn phải đẹp rồi, phải đáp ứng thỏa mãn yêu cầu chất lượng rồi nha, nhanh gọn chính xác rồi vân vân rồi,
nhưng mà người ta yêu cầu mình đưa để coi cái u phù hợp không. U mà nó không có phù hợp với thực tế, không có thỏa mãn với điều kiện thực tế là cái bộ điều kiện em cũng như không có xài được. Chỉ có ý nghĩa thì lý thuyết, mà ý nghĩa thì lý thuyết là gì? Điều khiển là lý thuyết chỉ là minh chứng để kiểm nghiệm thực tế nha, để chứng minh cái thực tế nó đúng, chứ còn lý thuyết đường mà thực tế không bao giờ đạt được thì bộ điều khiển nó không có ý nghĩa. Hiểu không? Vậy trước tôi có nói rồi mà, mấy bạn làm đề tài lớp nghiệp không khó rồi này, làm điều khiển con robot mà điều khiển bằng mô măng, yêu cầu cái mô măng động cơ là 2 lít/Nm thì bộ điều khiển nó là cái là dụng gì? Chỉ nghiệm coi chơi vui thôi là gì, đúng không? Không có động cơ nào mà tạo ra cái mô măng 2 lít/10 điều khiển robot được á, không có. Thực tế không giờ khó gì đó hả? Vậy cái bộ điều khiển em nó không có tác dụng, sai rồi. Do đó nếu mà đánh giá gọi là đúng mực là cái bài là không đạt yêu cầu. Do nên là làm nghiêm khắc là rớt rồi đó. Cho nên mình phải hiểu ha, mình về cái chỗ này nó sẽ thông qua. À, muốn cái này mà nó phù hợp với thực tế mình phải đưa cái câu vô. Chứ còn cái bộ điều khiển nó tính ra thì cái giá trị u này nó vô chừng lắm, nó đâu biết được thế nào đâu. Giờ đó mình phải tùy theo cái điều kiện ứng dụng của mình mà mình đưa cái câu vô để nó cái tín hiệu thật. Cái đây là cái mới thật sự đưa ra cái ngõ re đó tác động với thực tế hả? Thì nó mới phù hợp với thực tế. Anh hiểu không? Ví dụ mình đang làm điều khiển động cơ đúng không? Thì U thì chính là B cái em. Được chưa? Cái này chính là B cái em. Được chưa? B cái em thì nó là từ 0 đến 100% là hết rồi, nó còn trường hợp rồi khác. Giờ chỗ này mình phải có giới hạn nữa. Được chưa? Để đảm bảo là nó ra tới 100% là hết rồi, chứ cũng nó ra lớn hơn nữa sao được. Được chưa? Giờ chỗ này nó có cái giới hạn cụ thể bao nhiêu đó. Để mình sẽ tính ra được cái giá trị nó ra thật sự nó nằm trong khoảng từ 0 đến 100%. Hoặc là tín hiệu analog đây là chung nói về điều động cơ đó, còn trong điều khiển quá trình học cái hạn mình dùng tín hiệu analog. Nếu mà tín hiệu analog á thì nó chỉ có 2 trường hợp là dòng 4-20 mA để chuẩn công nghiệp nha. Nếu mà dòng điện thì chuẩn công nghiệp nó chỉ có một chuẩn duy nhất là 4-20, giá chỗ này phải là hai limit nó phải là 20 và low nó là 4, chứ phải là dưới này để ăn. Còn điện áp nó có thể là có ăn 0.5V, 0.10V trừ 10 cộng 10 nhé. Được không? Đó. Và tất cả em thấy đều có giới hạn hết á, không có thể làm số vô cùng được ha. Còn cái giá trị U này bộ điều khiển tính ra nó có thể số bất kỳ, nó có thể 100.000, 10.000 gì đó, 2 lít/10 giống như nãy mấy bạn là robot tôi mới nói xong à. Đây là số bộ điều khiển tính ra nó số chỉ. Nhưng mà mình phải biết mình áp cái đầy vô để nó giới hạn lại ha. Giờ nó có bằng bao nhiêu nữa thì ra này thì nó vẫn bằng 10 volt thôi, thì nó phù hợp rồi. Được không? Còn chứng minh cái bộ điều khiển mà có không cái hồi này vô nó chạy đúng thì dĩ nhiên nó trong thực tế nó sẽ chạy được. Nhưng mình hiểu cái đó đúng không? Do đó là cái trong thực tế mình bắt buộc khi có không cái hồi vô. Do thì nó cái bộ điều khiển mình nó mới có mới khớp được. Còn trong điều khiển tự động tại sao người ta lơ cái không cái hồi đó? Tại không cái hồi vô nó làm hệ mình không còn tuyến tính nữa, làm hệ phi tuyến mất rồi. Mà lý thuyết điều khiển tự động là lý thuyết điều khiển tuyến tính. Đó không xét phải hồi. Dạ. Và nếu mà đọc một cuốn sách bất kỳ về điều khiển phi tuyến chẳng hạn, em lật một cuốn sách bất kỳ về điều khiển phi tuyến, có cuốn sách tiếng Việt điều khiển phi tuyến luôn á, rảnh mình nếu mà có thời gian mình đọc chơi cho biết. Ừ, tôi kiếm được có nè, điều khiển phi tuyến qua mất rồi. Mình trước tôi nhớ tôi có một quyển tiếng Việt điều khiển phi tuyến đâu mất. Thầy ơi, à. Trong cái bánh lát với khối đó để mặc định là từ 0.5 đến 0.5 thì nó có nghĩa là gì? Nếu số mặc định nó thôi, em trên thực tế em phải chỉnh lại chứ. Em dùng bao nhiêu thì tùy theo điều kiện của mình phải chỉnh lại số đó nha. Anh hiểu không? Đó số mặc định của nó thôi à. Còn trong thực tế thì em dùng bao nhiêu thì em phải chỉnh lại số đó, như cái 2 limit em phải tự chỉnh nha, thôi low limit thì chỉnh lại nha. Không phải lúc nào cũng không từ 0.5 cộng 0.5 đâu. Là cái khối cái đấy là nó kiểu như nó giới hạn cái đầu ra của mình, nó không cho một quét số đó là... đúng rồi. Ví dụ chỗ này em bằng 0.5 chẳng hạn thì cái u nón này maximum là 0.5, không bao giờ vượt quét được. Hình như không? Giờ chỗ này mình dùng với cái dòng 4-20 chẳng hạn thì cái 2 limit mình chọn là bằng 20 và cái low limit trong 4 là lúc đó lấy cái đường nằm gì nè, hình như không? Đó này 4 này 20 này, và nên trong miền này thì nó tính đến vào ra bằng nhau, nhưng mà cái miền dưới thì 4 rồi, cái mắt nó bằng 20, không cao hơn được. Điều không?
Đấy, lúc đó cái tín hiệu này nó sẽ phù hợp với thực tế. Chứ còn nếu không có thì cái tín hiệu mình nó chọc lắp lại đâu có đúng đâu. Dạ em cảm ơn. À. Quay lại chỗ này không này, cái quy sách điều khiển một tiếng tôi quay luôn mất. Có tiếng gì? Thì mình đọc một sách điều khiển vi tuyến là thấy cái phần đầu tiên của điều khiển vi tuyến nó nói gì mấy câu với hòa này, mấy câu này hả, đó là lý do trong điều khiển tuyến tính mình bỏ quen vậy ha. Nhưng mà dây mình đang làm thực tế cho nó bắt buộc mình khảo sát hai vào phần sau, mình khảo sát ảnh hưởng của cái câu này nè, ảnh hưởng ngược lại cái bộ này chuyển này như thế nào. Dạ, tại vì có vô nó sẽ bị ảnh hưởng và cụ thể trong trường hợp này sẽ ảnh hưởng trực tiếp vô câu tích phân này, đúng không? Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp cho khâu tích phân của bộ điều khiển bi đi. Và mình phải đi xử lý trường hợp này ha. Và trong trường hợp này nó gọi là cái hiện tượng cái chỗ này nó gọi là anti-wire đó. Dạ. Anti-wire là chống việc cộng dồn. Wire là cộng dồn lại ha, tích lũy lại ha. Còn anti-wire là chống việc cộng dồn. Chứ là nó làm sao cho cái khi mà có cái khâu bài hòa này nó sẽ làm cái khâu tích phân. Tích phân mình có cái khâu y mình cái khâu tích phân đúng không? Thì nó sẽ tích lũy cái phần sai số này. Và trong trường hợp này nó bị sai. Mình thấy rõ ràng với chị ngó ra thật sự với cái chị hai này khác nhau rồi. Hai này khác nhau nha. Cái này thằng này tính ra nó biết, còn này nó đâu biết đâu, do này mà. Cho nên cái này nó không biết được. Nó bị sai mất. Nó tính ra một đường nhưng mà cái việc mà áp dụng vô cái đối tượng mình ra một cái số khác đúng không? Do bị cái chặn bài hòa này. Do đó là chỗ này nó sẽ bị sai, bị lệch. Và cái nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khâu tích phân, tại tích phân là nó tích lũy cái sai lệch. Do chỗ này mình phải có một cái khâu gọi là anti wire up, gọi là một cái thủ thuật chống việc cộng dồn đó. Về cụ thể như nào thì quay phần sau ra tôi giải thích ha. Khi bộ điều khiển mình có khâu y thì mình bắt buộc phải làm thêm chỗ anti wire up vô thì nó mới kẹt hơn, thì đó được ha. Mình nói là bộ điều khiển BAD đúng không, nhưng trên thực tế ứng dụng không phải lúc nào cũng BAD nha. Mình sẽ có khâu tỷ lệ không à, có bộ điều khiển nó dùng khâu B không à, bộ điều khiển nó chỉ dùng khâu BI tùy theo đối tượng nha. Dạ. Mình mới nắm mấy nhà hết đâu, mình mới nắm hết nha. Đặc biệt là học điều khiển quá trình, phải nắm hết nha. Mình đang học điều khiển quá trình đúng không, chỗ thầy Quang hả? Khi nào dùng khâu BI, khâu nào dùng câu BD, khâu này khi nào dùng BAD mình cũng biết nha. Được chưa? Giờ tự đọc mình hiểu nha, hiểu không? Ví dụ điều khiển vận tốc động cơ chắc lúc này mình chỉ dùng bộ điều khiển BI thôi, không bao giờ không cần câu D. Điều khiển là vận tốc động cơ DC servo ha, mình chỉ cần dùng bộ điều khiển BI. Điều khiển nhiệt độ dùng bộ điều khiển BI. Và trong lĩnh vực điều khiển quá trình 90% bộ điều khiển trong điều khiển quá trình là dùng bộ điều khiển BI, không có khâu D nha. Tại vì cái đường đặc tính của điều khiển quá trình là không có dao động. Cho mình thấy khâu D khi dùng cái hệ bị bột rối dao động dùng khâu D. Cái là hệ bậc 2 trở lên á, mình có nghiệm thực á thì mới dùng khâu D hả? Còn bậc 2 mà có nghiệm thực á thì không cần khâu D luôn. Bữa trước học cho mới học xong còn nhớ không? Học phần mô phỏng xong á. Bữa giờ thấy bộ điều khiển mô phỏng đâu có khâu D đâu, khâu B không mà không cần khâu D nữa. Tại vì thật ra thì trong nó có phôi trong đó, tại vì trong cái phần quán tính mình đã có cái phôi phần trong đó rồi, không cần phôi trong bộ điều khiển. Đó, bữa thật ra cái bộ điều khiển của trước giờ mô phỏng mình chỉ dùng bộ điều khiển BI thôi, chứ không có khâu D, không thấy khâu D đó ha. Để mình phải nắm cái đó là khi nào dùng cái nào ha. Và trong trường hợp bộ điều khiển mình có khâu Y á, thì mình phải tích hợp thêm cái anti-wire up vô ha. Cụ thể là bộ nào? BI với là BD nè. Còn hai này thì không cần, được chưa? Hai đó thì không cần. Còn kết hợp như thế nào á, thì giờ bữa mình sẽ học, phần sau mình sẽ học ha. Và lưu ý là tất cả các bộ điều khiển trong công nghiệp, trong BC chẳng hạn ha, bộ điều khiển một phòng cho mấy lát ha, nó không có cái phần anti-wire up sẵn nha. Cái này mình phải tự làm, không có sẵn. Vậy ha. Có những cái nó có sẵn, cái không có ha. Dạ. Và cụ thể trường hợp này là mình phải tự làm ha. Mình thiết kế cái phần anti-wire up pin cho bộ điều khiển mình. Lúc đó nó sẽ cải thiện đáp ứng trong giờ nó. Cái trường hợp thứ hai đó là khâu D. Đặc điểm của khâu D là nó nhạy với nhiễu ha. Nhạy với nhiễu, nó từ hay dùng, còn cái mình nói từ dễ hiểu hơn là dễ bị ảnh hưởng với nhiễu. Tại sao? Tại sao khâu D nó dễ bị ảnh hưởng với nhiễu? Tại vì trong đó nó khâu đạo hàm. Mình thấy khâu nó DE trên DT không? Mình sắp xỉ nó bằng là delta E trên delta T. Khi delta T mà bé, mình chỉ còn E nó sai lệch một cái độ nhỏ thì cái này tăng lên rất lớn.
Vậy E tính từ đâu? E chính là lấy set boy chiều chiều BV đúng không? Nha, E chính là lấy set boy chiều BV, mà set boy là hàng số rồi, không nói rồi, cố định rồi. BV lại đâu? BV là giá trị đọc được từ cảm biến, mà giá trị đọc được cảm biến thì không bao giờ không được nhiễu hết á. Không nhiễu ít cũng nhiễu nhiều à. Cho cái đường đặc tính của cái giá trị đọc được cảm biến không bao giờ là đường một đường mịn gì ha. Mà nói vậy, nó sẽ nhiễu ha. Nó sẽ dao động ha. Động encoder cũng vậy, đọc nhờ các cảm biến về nhiệt độ, về mức cũng vậy ha, nó sẽ bị dao động. Dao động thì nó có sự sai lệch nhất định ha. Mình chỉ còn này sai lệch một độ nhỏ hơn chia này, cái delta t vô bé mà thời gian lấy mẫu bé nãy mình dùng chọn 0.01 giây chẳng hạn. T không chứ không một này thay là một đơn vị này tăng lên thành trăm lần, hiểu không? Đó nó có khâu đạo hàm vô là nó sẽ nhảy bị dễ bị ảnh hưởng nhiều ha. Tại bản chất đạo hàm mình chia cho cái delta t rất là bé, được chưa? Thì lúc này mình sẽ thấy là dễ bị nhiễu, khu D nó dễ bị nhiễu. Dẫn bị nhiễu thì dẫn đến là cái lợi bé thì cái này là lớn, dẫn đến cái u mình chia động rất là lớn, và cái đáp ứng ở đây mình sẽ không bị mình sẽ bị dao động theo, hiểu không? Đó để xử lý chuyện này thì khi dùng khu D thì phải kết hợp với gì? Bộ lọc. Đó. Đó khi mà sử dụng code phải kết hợp kèm theo với bộ lọc filter hả, và trong trong slide giảng mình ghi là derivative filter, đó là gì? Bộ lọc cho khâu đạo hàm hoặc là bộ lọc cho code, được chưa? Và lọc như thế nào thì phần sau mình cũng dạo ra, đó là lọc phân thấp. Mình chưa lọc phân thấp để lọc cho code. Lọc phân thấp thì nhiều cái này mình có thể ứng dụng cho lọc nhiễu cho cái thiết bị đo luôn cũng được, không còn nhất thiết phải dùng cho bộ BD không hả? Để kèm theo trong này tôi chỉ giới thiệu mình cái kỹ thuật lọc phân thấp để xử lý cho khâu D ha. Bên cạnh đó mình cũng có thể ứng dụng kỹ thuật lọc phân thấp để mình xử lý cho việc đọc tín hiệu từ cảm biến sau này mình có dùng do và được cái hay là tất cả các bộ điều khiển công nghiệp hiện nay đều nó tích hợp sẵn bộ lọc cho khâu D hết, ví dụ trong BC chẳng hạn nó có sẵn có bộ lọc khâu D hả. Trong MATLAB nếu mình lấy cái bộ điều khiển PID trong MATLAB ra mình coi code mình thấy có hệ số N trong đó. N chính là hệ số lọc của cho code đó. Vậy bữa sau mình học để giải thích cho đó là như thế nào. Được không? Thế là mình sẽ có cái lọc cho code có sẵn. Chỉ trong hai cái này thì nó sẽ tích hợp sẵn hầu hết cái bộ điều khiển gọi là trong MATLAB, trong các cái thiết bị điều khiển PC thì nó tích hợp sẵn bộ lọc code cho mình. Được chưa? Nhưng cái anti-VF thì không có, bắt buộc mình phải tự mình thêm vô. Thì phần sau mình còn cái chỗ này thì mình phải đi viết code hết toàn bộ này nha, mình phải tự viết code hết chứ mình không dùng sẵn nha. Giờ mình phải hiểu cách viết code BD như nào, kết hợp thêm cái bộ lọc cho code thì phải viết như nào, kết hợp thêm anti-VLOOKUP thì phải tự viết như nào, là tất cả mình phải tự làm chủ và tự viết được hết ha, chứ không dùng có sẵn, được chưa? Còn cái ý nghĩa như nào thì mình tự coi thêm cái chỗ BD về nhớ coi ôn lại nha, chứ tôi không trình bày lại chỗ đó mình học, dù mình ham truyền BD nhào công thức toán chỗ nào thì nhìn coi lại chỗ đó ha. Rồi ảnh hưởng các hệ số KB, KKD lên cái điều khiển là như thế nào, để tăng KB ảnh hưởng nào, tăng KI là ảnh hưởng nào, tăng giảm KD ảnh hưởng như nào, vân vân, thì mấy đó về mình cứ tự coi thêm nha. Và mình có thể học thêm trong cái môn điều khiển quá trình á, tôi không biết thầy Quang dạy có nhiều hết phần đó không, tôi không rõ, tại học kỳ này tôi không dạy đó, tôi chỉ dạy môn này thôi. Thật ra cái điều khiển quá trình mới là cái lĩnh vực chính của tôi á, hiểu không? Tôi đang nghiên cứu chủ yếu là chờ về mảng điều khiển quá trình. Nhưng mà cái servo này tại vì không có ai dạy, tôi dạy thôi, tôi nhiều lớp á thì cái môn này kia tôi phải đưa thầy Quang dạy. Được chưa? Để về mình coi lại cho BD rồi bữa sau mình sẽ đi chơi đi vô cái code sau nè. Rồi có hỏi gì không? Bữa nay mình học đây thôi. Dạ em chào thầy. Có hỏi gì hỏi mấy đứa lại, có hỏi gì không? Cho em hỏi ngồi lại xíu được. Được được. Cái động cơ không chuỗi thang á thầy. Ừ. Mình có cái nào mà mình tính được cái lực lực năng của nó không thầy? Lực gì? Cái công thức á, cái kiểu như cái động cơ không chuỗi thang mình có cái KV rồi, bây giờ mình tính được cái lực năng của nó là tối đa bao nhiêu kg không thầy? Cái động cơ không chuỗi thang hả?
Mình tính lực thì theo mô băng thôi, cái mô băng của động cơ nó có rồi chứ. Mình có không? Để em coi lại, tại em thấy nó cho cái KV không, không biết là tính KV, KV là gì? Là kiểu như dụ KV nó là 1.000 thì mình cấp vô 1 volt thì nó quay là 1.000 vòng trên phút đó. Mình nói rồi, cái đó động cơ rất led chứ động cơ không chứa than gì. À, đang hỏi động cơ không chứa than hả? Rất led đúng không? À, không chứa than, nhớ lộn cái đang học cái này. Cái đó là rất led DC á. À, cái đó đâu có tính được, không có tính, đó phải đo thôi. Phải đo rồi. Ờ, đó phải làm thực nghiệm đo nha. Làm thực nghiệm đo ha. Dùng con á, dùng cái cơ cấu nào đó mình chuyển ra, đo lực xong mình chuyển thành mô măng. Thì em thấy người ta có cái máy, người ta kiểu như tiên bội ở nước ngoài ta có cái máy ta đo hết, nhưng mình không có, mình tự chế thôi. Mình lấy mấy con bình thường á, mình chế đồ mình đo. Hiểu không? Mình lấy con bình thường á, mình cân khối lượng lên rồi đo lực nâng lên bao nhiêu. Tự chế đồ cái cơ cấu chỗ đó mình phải tự chế cho cái cơ cấu đó để mình đo cái lực quay của nó, lực nâng cho nó. Chứ mình đâu có gì, còn ở nước ngoài thì nói là ngồi ra cái thiết bị chuẩn hết rồi. Ủa thầy ơi, mình dùng cách nào để kiểm nghiệm được cái vận tốc của động cơ thầy? Kiểm nghiệm hả? Dạ. Kiểu như là khi mà mình gắn tải vô, mình kiểm tra coi vận tốc của nó có chính xác như lúc mà mình tính toán hay không thầy? Thì em dùng cái đơn đọc về thì dùng ví dụ như thường tôi hay dùng là tôi viết một cái chương trình trên VUC á, rồi đọc cái đơn về phê que quạt á, rồi vẽ đồ thị lên. Trong đồ án mình làm như vậy được luôn các thầy? Được, mình phải làm như vậy nó mới phù hợp á, chứ còn mấy đứa làm đâu có, không có đứa nào làm gì. Mấy đứa tôi dùng Arduino, mà Arduino nó có tool rồi, nó đọc về nó hiển số chạy hàng dọc hàng dài đó, nhìn đâu có được đâu, hình như không. Còn không em dùng con STM32 thì nó có tool vẽ đồ thị luôn cho mình. Còn mấy cái con Arduino thì thường nó không có vẽ đồ thị, mà hình như sau này nó có tích hợp sẵn, có sẵn ha. Nếu không nó chỉ hiển tỷ số không à, hiển tỷ số mình đâu có thấy được đâu, hình như không. Mình phải vẽ được cái đồ thị, cái đặc tính cái vận tốc lên thì mình mới đánh giá được nó như thế nào, chứ mình không vẽ được lên thì đâu có được được. Thì tôi viết sẵn một cái tool tôi hay dùng, tôi tự viết bằng bên VUC á, rồi tôi đọc lên quay quạt xong rồi vẽ đồ thị lên thôi. Còn tụi em thì muốn dùng cái gì dùng, nhưng mà phải vẽ được đồ thị lên nha, thì mới đánh giá được. Và dĩ nhiên code mình viết phải đúng, code viết đọc thì à dạ em có không thầy? À, code viết cho code vi điều khiển STM32. Thì tôi thường lấy ví dụ thì tôi copy cái đoạn code tôi viết sẵn cho STM32 lên trong line thôi. Còn code tôi trình bày ở đây thì thường tôi viết bằng C bình thường thôi. Mình viết bằng C bình thường nha. Mình có thể modify lại một tí để mình ứng dụng vô các dòng vi điều khiển khác như Arduino, Bit rồi chẳng hạn. Đều được hết ha. Còn cái code ví dụ thường thì tôi sẽ tôi lấy con STM32, tại tôi viết sẵn bên trên STM32 rồi. Tôi cắt và tôi bỏ vô thì nó nhanh thôi. Được chưa? Còn tôi sẽ giải thích mình thì chủ yếu chủ dựa trên C thôi. Rồi mình có thể modify lại theo cái dòng vi điều khiển mình đang sử dụng cho nó phù hợp. Mà nhắc lại là bữa mình đi học thực hành là mình phải viết trên STM32 nha. Do đó là nên tìm hiểu trước, mà ví dụ giờ làm đồ án giờ mà càng ngày nó càng yêu cầu cao hơn đó, thì mình cũng nên sử dụng một số dòng vi điều khiển nó cao cấp hơn xíu. Dù bạn hỏi rất led chắc đang làm dàn làm ron rồi, hỏi chỗ nãy đang làm ron đúng không? Đang làm một copter hay gì? Đúng phải không? Copter. Quét copter đó. Vì quét copter thì phải viết mà tùy theo thầy hướng dẫn, nếu dụ thầy hướng dẫn yêu cầu tự viết thì thường phải viết, mà nếu mà mình muốn cho nó tốt nhất thì mình phải dùng mấy con STM32 rồi. Chứ mà dùng mấy cái Arduino thì thường cái phần cứng nó tích hợp sẵn rồi bỏ lên đó thì nó nhìn nó ấy lắm, nó không hay lắm. Do nếu được thì nãy bữa trước tôi nói rồi, mà mình cũng nên là tìm hiểu thêm cái dòng STM32 trước.
Bình thường thì F1 là được rồi, còn tùy theo nhu cầu á. Bình thường biết F1 thôi, học thực hành tôi cũng dùng F1 thôi à. Còn sau này thì nhu cầu, ví dụ em muốn làm nâng cấp hay làm nhúng thêm hoặc là làm IoT, camera rồi gì đó thì mình dùng cái dòng cao cấp hơn sau này, F4, F7 rồi chứ còn thường dùng F1 là đủ. Còn là em mới học thì chọn dòng F1 là học là đủ đủ rồi. Rồi còn hỏi gì nữa không?